club the end year pizza borate and the yoga jara idealism đó là về mình dạy thầy yoga kia chị đó về nhìn viết tâm lưu guru tham miên non dạy thế là ở đây đang thay cái phải mình chẳng chẳng cứ ngày nay và kênh guru maha mới ta là guru maha long cắt cá sắc ta chia ra được non bớt thay phù mía ấy chị đam nâng ta chấm phu hành cai yoga kia đó yoga kia chả ra về nhìn viết năng viện nữa ta chụp phù lùng mà chả năng miền này đừng đánh hai lùng mà chả ai cần vô một bộ sạch dưỡng ở bàn đang đôi mà đánh lại đây cả nào xong à rập tình yên môn lùng chả này cái này từ chỉ và tham khi nhóm và cả đàn á xong gặp thoại bằng công nam sắc ca tự đạo chấm phù côn bệ rất là trai tăng bấy cứ prapu prapu sang đời sắc đại group nâng đôi sức đầy chữ đất là đọc rãi lên sắp sắp ca bằng tạp mọc và xông gặp hoài bằng cung chúng tôi xâm đại bà xong gửi chàng phì tên ạ nị cài nâng mần trầy xong cực thân ạ nục râm chàng ọ nục nông bà ta xa xa nà bằng đôi tầng mù bằng tạp mọc và xông gặp hoài bằng cung chúng tôi lúc rưu chào đề ca vọt môn y sát tà rám để chịu bật thiên phút thị cạn xa mạc cung bật xong mai nâu xa hà rõ đầm rích. Nâng bật mạ thị rạc cực rõ ấn đôi sạc đầy cực chữ đạt là hay xôm thuê nâu sạc đầy rõ an châm phục. Tụ cử xem dân thi nâng cả nạc cung chạc cực rõ ấn hay châm ràn phô đầy nhiệt nhôm phút bò rì sạch chẳng lại cực nia chẳng ốc. Nông tình cư miên tụ cử thòm miên non. Để chịu thòm ở vị thí có nông tư liên nèo kẻ ni. Đạo ý sắc đầy chất là sau mà nó rệt đi chùm ràng phố. Chùm phố ca sân tà ni nâu bạc thô ni cài xinh xinh em bí bạc bút đọc sát sàn á ní khư. Còn nó không rộng vong lấy bạc bút đọc sát sàn á đọc đà. Vì bạc bút đọc sát sàn á đọc đà bằng đáy bài chênh 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 ni cài xinh xinh. Phục bạc cả nạp xe xe trên tớ miền cài dồn khơi xe và nếp cô náu cứ đầm bay rụm lọc luôn trên trà cầm bì túc chẳng ọc nia chẳng ọc đi cài ấy cả đói rồi tự đào nếu cứ đầm bay phục rách bọn thị bác đầm bay rụm lọc luôn trên trà túc chẳng ọc nè nên cứ tự đào đó xâm khăn cục đi cài chẳng phuống cứ tay phục rách bọn thị bạc tiền nên cứ đầm bay trên trà túc bạn đã khả năng ca Phật Thân đầm bay trên trạc tục nâng có miễn kể lẽ cho một chữ đẹp chữ đẹp khá khá đôi ca bộ Phật Phật Thị Phật tới cứ mình xong sớp tổ tạm nè kể lẽ nâng vượt tha lộp bạc phê mình xong sớp tổ tạm xa mạc xa mạc kể lạ tê sạng chân tớ có cái bài tổ tạm nè trạng tạm mà tê ca vô khơi như rồi bọc mê nị cài nâng cứ riêng riêng khuôn chân cháu có bài chân chìa nị cài xe xe. Vâng đất khả nông tên ý cứ dân sân tà niêm ở đó nị cài mà hà diễn. Cái nà xô mà chia sái cứ đả sai một tích châm răn phô. Nị cài mà hà diễn đôi chìa lục rưu xem dân thi nâng rưu thông về nón bàn sân tà niêm vì môn mô hay cả ấy mạnh đắng cứ của nhóm gần á, à khan mà mặt tịch, ấy, tâm chô. Chúng phố nị cài được cử xem chân thi lục bàn lực mọc lý ẩm bì nị cài vô kia trà rã, nè, vô kia trà rã. Sập hầu khá hào thà vô kia trà rã, có miến. Hay sập hầu khá hào thà nị cài vinh nhiên là huyết, có miến. Hay sập hầu khá có hai thà nị cài vạch chi rã. Nà vị trạng nhiên ở viết có miền nị cài vị trạng nhiên ở viết có miền ai sắp hầu khá con nị cài vô kia trả ra vị nhiên ở viết nên ai cái này nị cài ní cứ nị cài ní cứ tăng lớn vị nhiên nó cứ nhiệt nhôm phân bò để sạch tăng lái cứ bàn đăng ấy vị nhiên ở viết viết tiện nó cứ cà phố nị cài ní phố sầm đau đó vị nhiên cứ đuôn chật nó cứ chia sầm khăn cô thò đè để nị cài nó cứ trong này giấy cứ bị chật
bản đấy thôi rồi bảo bây giờ miền bắc phía bảo ông trung ta sầm đầy nước cứ miền tiếng niệm mật thôi nâng rùa mật thôi niệm mật thôi cứ bàn đặt chết chết được sạch nâng ấy hay chấm này rùa mật thôi bàn đào rùa nâng ấy rùa cài rùa mật phai bẩm bảy nóc nòng thề đầu việt nước cứ bàn sầm đầy nhầm pi rùa mật thôi nâng niệm mật thôi bàn đấy nỉ cài nỉ cứ ôi sầm khăn to lớn niệm mật thôi cứ sầm đào đó quỳ nhiên nỉ cài nỉ miền cài vô tha quỳ nhiên nước cứ tiền toát bất bạc con quỳ chi à quỳ nhiên nước cứ tiền toát bất bạc con quỳ chi à mình miền cài phạt đô bài pruồi bàn đấy sầm rạp rùa mật thôi sầm rạp rùa mật thôi cứ bàn đào rùa nương ấy miền cà prai pru phạt đố còn để chìm mì dìa cò lê ọt tiền toát bất bạc con quỳ chi thế thế nè chính cứ ọt bất bạc con quỳ chi miền cà prai pru chỉ ni chật can chính sầm ra pru bạc cài đôi chi thì giờ khơi ra sáp ông tin ni tới cứ quỳ nhiên nướng cứ làm ăn tiền toát đầm bay tập ca nó không cầm nạt mày tiền chân và nếu rụp cài nó không chiết ní vừa bài thi soi khai tôi chia sẻ sao vậy hay rụp cài không chiết ní cứ chia mình nuốt cầm pri mình nuốt sẽ thấy cả hai bài đây bài đây chia ấy chỉ đam chứ cái nào sáp làm pri chiết ní tới à riêng cài được sanh được mất hay chia bài đây chia cả hai bài đây sẽ thấy những cái vỏ tờ tam tiết vừa còn tầm nhiên vừa nhiên trên tới bài đây sanh thi nó không cầm nạt mày cầm nạt mày cứ cầm nạt xe nhầm pi cầm nạt cha đại chiệp đại đại chi cả hai đại sĩ thầy đi thanh nhạc xong tiền cầm sát tôi được cọt anh chứng toàn thể huỳnh nhiên những cứ tàu miên cầm nào thay mày còn nếu rùa biển cài cha những cứ mình ai tầm bay tàu tam bàn để huỳnh nhiên những cứ tàu tam những người cài nước can yộc chấm bùa chết tại bản nóc đại chi là bỏ bớt cướp giang cứ chết rứa mau cầm pi chết chẳng ọ vật thôi đợt tây cao cầm pi chết mình men chia cà bắp tê trâm tài chia mía dĩa rồi bỏ chặt nè bực cao làm pi chất từ con tài chia mía dĩa con tài chia mía dĩa con tài chia cà khay bẩn lõm rồi bỏ chặt nè những cái này cái những cái sầm còn chứng cà ruột nấu pro cà cất rồi bỏ chặt tiền sang cả tạ thô tiền à sang cả tạ thô cà tầm pi chặt nè sang cả tạ thô cả đói à sang cả tạ thô cả đói cà tầm pi chặt nè chất hao mà giang tiết hao tha à lấy quỳ nhiên nè ni cài những cái sầm co tha à lấy quỳ nhiên rứa tha thiết đắng à lấy quỳ nhiên những cái bàn đào thiết đắng đây chi nom ở cát miên mu là than cướp sập và sạt nè cướp sập và thô tầng ó cứ cướp sập và thô tầng ó những cái ni cài những cái sầm co tha à lấy quỳ nhiên chỉ được bằng cao tầng ó à bỏ ớt miên vì nhiên thế cứ à cướp vật thô sập chẳng ớt nông lô sập sạt sập vật thô tiền sang cả tạ tiền à sang cả tạ nên cứ à say chết chỉ nè bằng cả nè miên là tì bay bạc cá cứ chỉ nè chết nên chỉ nè đăng hay là xà nè chỉ nè đăng hay là xá bàn đo cầm lăng nơi chết rồi bỏ cắm đăng hay là xà tốt cứ bàn đo cầm lăng nơi chết rồi bỏ cắm đại tư ra xa tốt hào thập đôi chìa bùi chân nè đôi chìa bùi đăng hay vừa ra xa đôi chìa đăng nó chặt khâu quỳnh đăng nó ruộng chứng bây giờ đăng nó cứ miên lô phẹ rưu thà tô xa rưu thà mô hạ chọp chùm phẹ y bà tư xa rai chùm phô ruộng đứng khăn ông khả nạ đầy lô phẹ tô xa mô hạ chọp chùm phẹ nó khăn ông ruộng nâng tốc à nó cứ đăng nó khăn ông khả nạ nâng vừa ra xa bùi nâng tục nè ra xa nâu sạc đầy kháu tư đưa sạc đầy lô phẹ rưu thà sạc đầy chìa thà ấy tam hạt chìa sạy của xoay rưu thà ai của xoay chứ cơ nè ra xa tục ra xa nó cứ ạc rọc nâng cứ tục nâng cứ đăng nâng cài nâng cứ nhìn bì bà ca tì muối nè tì tí tiết đăng hay cứ chỉ nẹ bằng co ở cà nè chỉ nẹ bằng co ở cà bàn đò cà đăng hay cứ chân tà nà cá chính tận ca sang nấu ả rom xây xây cầm nọt nấu ả rom đợt tây để chết bàn đắng cứ đôi chỉ đằng ruột nâng hái cứ chính tận ca tạc tay đã ruột nâng chân dần đi dần đi dần đi dần đi kịch cu tới đầm bay thôi rưỡi thẹt
đăng nó sạch nâng muối rồi nè đôi chỉ đăng nó sạch nâng muối trong sầm lạp sạch đi nè trong sầm lạp sạch nó có kết tắc tai xem chi diêm bạc cọp đôi sẽ đây chi diêm xem là mấy sầm lạp giang na ấy giang na giang na giang na à những cái lục bạc thà đăng hay cứ co nom ở cạt cằm nè đăng hay nom ở cạt cằm rước chân à sầm sầm tơ tam này bất đi cả đấy và ông sầm đen thầy chia tay này anh cứ chịu tu cảm bực tức à, đang hơi bực tức là cóc anh cứ sầm ra tao chia akusa là cảm anh chân tay cái này hay thì bấy cứ đang hơi nè đang hơi tắc tay nó ở rom nó nằm ở chật nó cứ miền tư sa vì sai chân tao đâu tất cả rạp xềng xềng nên cứ cô thô rồi bỏ vì nhiên ở Việt những cái miền bay bạc cà nó chia sầm khăn và đây đó khăn cơ máu cứ lục miền tạp hạ tam lòng đạp này nị cài đại bộ quân để nị cài những cái bàn sầm đài lớn làm pi đôi chia và put chia mà cha co sang nó put thập phum đẹp phai chia cả put chia mà cha rư tha sa Việt chia put chia mà cha anh ấy giật tạ à pi chia bộ quân rư tha cái chân thì các vị trẻ bục của lấy chỉ đàm nâng cư bàn đây thà vừa cả mong bí bút cư khó thì mùi nâng ảnh đôi chìa bục của nâng cư sang sân xong ba rà mây đầm bây ở bàn trạc đang chìa bục của chân tàu chân cư lúc khơi như cài nâng khơi thà vì nhiên thằng đào máu cư đại chìa nâu ca đại chìa bà bô đi sát nâng vì nhiên nâng cư tổ lọc khai tàu chìa bà sà mà sàm bụt rút có sang ba rà mây cực con chân tàu ban sầm rang tôi chia bệ sầm sam put chứng cứ sầm co thà vì nhiên những cứ tiền toát bất và có thật thế ban đại cai chẳng lại nè cai chẳng lại để khôn chiết mùi nè bài kia tới cứ mình ai tầm bài thật thế nơi chia sập phiêu việt đàm bàn để ban đại vì nhiên những nơi chia sập phiêu việt đàm lời của tia họ đôi chia bệ po để sát sang ba đầm bay máu khôn ca là tây tài chiết cứ thua bon dần đi tới cứ rồi hô tàu đó là bạn này xài nó cứ chọp móc bàn tay chỉ bệ sầm sầm put chứng cứ bình nhiên nó cứ nêu tiền to thật thề rồi hô chứng cứ nịch cài nó cứ sầm co thà bình nhiên nó cứ tiền to thật thề nó vượt khâu hầm pi tri sợi của put bệ sầm sầm put tết cái nào bệ sầm sầm put của ông thà bình nhiên nó cứ miền vượt cả thay rồi lót cứ mình ai đầm bay tàu lọp một cả bình địa đôi chỉ chặt khâu bình nhiên khơi như đôi thà sao ta bình nhiên đôi sôi sầm lên khôn bề nít tàu bay sao ta bình nhiên nó cứ lọt ta hái miên sao ta bình nhiên tham bay máu lưu sôi sầm lên tó bàn tay mềm mềm sao ta bình nhiên đuông chà nó cứ tàu lọt móc lưu sôi sầm lên tó thì sao ta bình nhiên đuông tham bay cả làng hay rồi lót cả làng hay rồi lót tham bay bàn tó khnien chừng cái này nó cứ khóc lại trong pi từ sợi khôn bề bút ta sát na thề đầu việt dương trong cái lại nén cái này cứ nị cài vinh nhiên ở Việt nên cứ miền ca sầm co thà vinh nhiên nên cứ tiền tót anh ấy vật thô đầu tây cao một tí vinh nhiên cứ mình tiền tót miền ca phạt có đồ cái nè chính cứ bàn tăng nị cài nên lắng thà nị cài vinh nhiên ở Việt nên cứ sầm đào đó chật nên cứ chia sầm khăn chia vật thiến đôi ca sầm co thay chật nên cứ miền ca tiền tót mình miền ca phạt có đồ phải pru cái nè chính nhâm cái nè sôm châu rùm đời sang khai khai bảo mạng bản năng tê đầm bay tốc cực cả đào cử thọ miên non bàn a thi bài oai bàn chư chư đề hai quyền bản tịch quy sát tới chấm ran cổ chừng khi ông ngài xôn bậc kền đào cử xâm chân thi miên bảo mạng bản năng sa thụ cần là o con tra lồng cha chấm pu hờ sẽ cái đây bắt đám nâng nị dôm mình đây ruộm rọ bọ dù kia cha ra vinh nhiên là viết đại cho tệ tôn nâng bậc ca rưu cơ cô ca tệm bay tầm khăn hai chi phí xế cư từ đây bọt rũm cô cư vinh nhiên đại mình slap rưu cơ dương hào tha alia vinh nhiên rưu cơ alia vinh nhiên đại mình slap chênh bị phục muối từ phục muối chênh bị rụt cài muối từ rụt cài muối chúng nói này cứ sống khăn là đại lục rù thông minh nó nâng trở bỏ sài nâu phê là dương mình chọc tớ bù dương miên chùm nưa chả ná nè kàn phục phục sạch nà khám ai dương đại dương kết thà nè kàn phục sạch nà thê rồi viết mà đó là phải chạy bán ít bần tế nâu miên chưa rương phần lân chưa rương vinh nhiên nâng chả ấn bần tế môn nâng châu đo rương phần lân rương vinh nhiên nì cài vô kia chả rạ vinh nhiên ở Việt nâng
ta lục tru ai chụp chụp muối nâng mặt chia mà cả ba naga rồi chân á đại dương này dây cà pi pi sáp đá muốn nâng này mình toàn chụp nâng ta nị cai nâng miên ắt bị bồn lầm pi nị cai ti muối khla tai rứ thế rứ co mình miên ắt bị bồn lầm vậy toàn tại sao nè con nị cai nị bỏ xong group chơi nè group cái nào xong gặp vài bằng cùng chung phố phá rõ tên ạ trái chứ tì sạc kà rạ chung cái nào xong gặp vài bằng cùng xâm đạch và xong gửi tương phí cái nạ xâm đạch và xong nền dụ xâm đạch bằng cùng chạc của bóng vài bằng cùng bóng bà thiên xâm mạc cùng bóng ảnh ụ bà thiên cái nạ kà mạc kà rõ bóng xâm mạc cùng tặng ọ được nông tin đi miền bóng cừu ở kẻ lệ khá tì kà សូមថ្វាយបង្គំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាហើយបាននិមន្តធ្វើសេចក្តីអធិដ្ឋានបាយខ្លះខ្លះមកហើយហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់មិនមែនជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបងស្ដាប់បងមើលទេជាសេះថ្វាយបង្គំគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គផងទៀតដែរហើយគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គដែរកំពុងនិមន្តមើលហើយកំពុងមុនស្ដាប់ទៀតចំណុចសំខាន់ដែលព្រះអង្គគ្រូ សែមចន្ទីសាក់សួរជាប់តពតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីយើងដេញមើលក្រហូតមកដល់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងព្រោះនិកាយបែបនេះក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានទទួលកាន់យកប្រមាណជាចូល 500 ឆ្នាំដែលស្រុកខ្មែរយើងដែលជាប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលបានគោរពប្រតិបត្តិនៅនិកាយពុទ្ធសាសនាបែបយ៉ាងនឹង ចិត្ត500ឆ្នាំរហូតដល់ទៅយើងសិក្សាខាងក្រោយមកយើងអត់បានរៀនជាប់តទៅនឹងប្រព័ន្ធអាកាដេមិកយើងអត់បានរៀនជាប់តទៅជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មរូបចម្លាក់សិល្បៈអីទៅយើងច្រឡំច្រឡំរហូតដល់ទៅហៅរបៀបប្រពៃណីទៅនានត្រឡប់ទាំងអស់នឹងឯងថាជាព្រហ្មញ្ញសាសនាថាជាសាសនាព្រាហ្មណ៍ អានឹងដែលយើងត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំមិនយើងបងគ្រូណាបងគ្រូអក្ខលេខាធិការទៀតណាគឺពុទ្ធសាសនាបែបនេះគឺខ្មែរយើងបានគោរពប្រតិបត្តិខ្ញុំគណនាថាអាចចូលរយៈកាល 500 ឆ្នាំដូច្នេះបើសិនមក 500 ឆ្នាំគឺមានន័យថាវាដោះក្នុងសណ្ដានរបស់ខ្មែរយើងនឹង ពុទ្ធប្រោះរបស់យើងនឹងវាសម្បើមកសាសនាដែលរបៀបហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនតិចឆ្នាំណាមានដល់20ឆ្នាំណាកណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាបែបហ្នឹងឯងដែលយើងនាំឲ្យច្រឡំទៅជារឿងជាប់តាក់ទើនឹងរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនារឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនិយាយជាប់តាក់ទើនឹងពុទ្ធសាសនាបែបនៅឥណ្ឌា នៅលង្កាយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីបង្ហូរមកនិយាយជាប់តាក់ទងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទៀតវាមានអំណះអំណាងយ៉ាងម៉េចហើយយើងមានសាលាចារឹកយើងមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាអំណះអំណាងឥឡូវខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមប្រគេនជម្រាបជូនថាអ្វីដែលយើងរៀនយើងនិយាយជាប្រព័ន្ធអាកាដេមិកដែលយើងមានការសិក្សា មានការរៀនសូត្រឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនយើងនិយាយរបៀបសម័យទៅទេឃើញរូបអីទៅក៏គិតថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះតាមបែបអាសម័យសម័យរបស់យើងដូចក្រុមពួកសម័យសម័យមួយនោះមានតាំងអំពីណាព្រានគង់សាអ៊ីមអីមកផ្សព្វផ្សាយធម៌ពីព្រំកលែនអីចឹងទៅ ហើយឃើញរោគសំណាក់នេះរោគគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅចោះទៅអានឹងគេហៅរបៀបសម័យសម័យគិតសិញ្ចឹងវែងវាន់ទៅយយូរឯងពូទៅសត្វអីចឹងទៅអានឹងវាលំបាកណាស់អាកាសម័យសម័យនឹងដូចជាក្នុងឆ្នាំ 1929នៅពេលដែលលោកចុចសើដេះដែលជា អ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងមកសើជ្រាវសាលាចារឹកស្រុកខ្មែរយើងរើឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់តាក់ទើនឹងសាលាចារឹកក្តីជាប់តាក់ទើនឹងបដិមាក្តីក៏បាននិយាយថា
không put the sắt vật it up a mày krân and krus sắt vật it up pain ngưng 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 ấy ra từ cần tới chơi sửa đây rồi khơi ai cả ra vào răng ấy cứ được xem mà sắp sai tới kêu chơi rụt nó chơi màn tình pha loạn và cả loạn ô sốt ở chơi màn tình pha đơn này chơi màn tình pha đơn nó ăn trả tivi đơn này chỉ giết tivi đơn nó ấy cho môn vụ vào răng rồi khơi nó từ na cũng khơi có ba là mấy nhiên chơi màn tình pha lấy ba từ na tới nên được dùng cái chẳng vậy thành được pê để kể ra khi sự mất thì phải lấy muối kê và cả láng cua bò rồi mây nó có và cá tam kê tam ai chẳng tự nên cái hai thay gì cá sầm ao sầm mây vì mình men chỉ cá sắc xa riêng ở bà lo nên sầm ao sầm mây tam màu để prap bị ai chẳng tự vì chết ta tha tư lâu nơi ngày muốn ខ្ញុំបកកណ្ដាជាមួយគុណចាស់បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងរឿងព្រះនាការជុណៈឬយើងហៅថានាគីរជុណៈអញ្ចឹងទៅមកពលនាគៈបូនអោជូនអោជូននឹងឈ្មោះពីដើមជាឈ្មោះចវៃខេត្តត្បូងឃុំយើងឈ្មោះអោជូនអញ្ចឹងដែរហើយនាការនឹងតាមខ្ទឹងណ៎ហើយអញ្ចឹងដូចឈ្មោះនាការជុណៈ នាការជុណៈនឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងបានស្ដាប់ហើយលោកគឺជាសុញ្ញតវាទឬក៏ហៅថានិកាយសុញ្ញតវាទិនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិយាយគឺលោកចង់សំដែងជាប់តទៅនឹងរឿងមជ្ឈិមបដិបទាពីព្រោះអ្វីទាំងអស់មិនអាចកើតឡើងតាំងនៅដែរឯងទេវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាដោយមាននៅបច្ចយាការៈឬក៏បរិច្ចសមុប្បាទ ຈັ່ງທໍໄດ້ລົກເລືອກຫຼັງຈອບແຕກເຖິງຊິຫມູ່ໜຶ່ງເລື່ອງປາຍາປາລະເມຕາສູດວິລັກຂະນະໂດຍຊິປະສົດຈຶ່ງຂອງອະນັດຕະລັກຂະນະສູດອີ່ຈັ່ງອະນັດຕະລັກຂະນະສູດໃຫ້ພະອົງສົມໃດນຶ່ງປໍປັນຈະວະກີໃນປະອິເສປະຕະນະມຸກະຕິຍະວັນນັ້ນວິພາບໃຫ້ຄືກະນົງປະສົດນັ້ນນິໄຍອັນປີປາຍາປີອະນັດຕານັ້ນຈັ່ງໂລກ លើកយកប្រសូតនឹងយកមកធ្វើជាកម្ពីមូលមត្តជាមកការិការដែលជាអតកថារបស់លោកពញ្ញុលសក្តិរបស់សុញ្ញតវិទនឹងដែលនិយាយនឹងមិនមែនជាអុឆេតតតិថេក៏មិនមែនជាសាសតតិថេជាមជ្ឈិមបដិបទីលោកសំដែងនឹងជាផ្លូវកណ្ដាលទៅតាមដំណើរនៃប្រធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រាជ្ញារហូតដល់ទៅអ្នកបច្ចំបតិ อันนี้ខ្ញុំកណាមិននិយាយពីខាងស្រុកយើងស្រុកខ្មែរស្រុកថៃធរវិទទេបើពួកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបច្ចំប្រទេសអ្នកតសេឯកសារធំធំគេលើកលោកថាលោកគឺជាពុទ្ធទី២ហ្មងណាអ្នកប្រាជ្ញបច្ចំប្រទេសណាដូចជាពួកខាងរុស្ស៊ីពួកនៅខាងអាមេរិកអង់គ្លេសអីនៅពេលដែលគេយកសិភៅរបស់លោកទៅបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស បបប្រែទៅជាភាសាឡម៉ង់ទៅយូរុស៊ីអីគេឃើញទ្រុសស្ដីដល់លោកពញ្ញុលនឹងពោអស្ចារវាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងមុំទាំង4ដែលគេហៅថាចតុរកោតេនោះមុំទាំង4នោះរហូតដល់ទៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវិជ្ជាអ្នកប្រាជ្ញសង្ស្គ្រឹតអ្នកប្រាជ្ញសាវជ្រាវទៅរឿងឯកសារទាំងអស់នឹងគេចាប់ទុកព្រះ นาการจุณะนั้นคือជាព្រះពុទ្ធទី2បន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកបាទប៉ុន្តែលោកមិនមែនពុទ្ធអីទេណាតិចលឺតែអញ្ចឹងថាពុទ្ធដែរមិនមែនទេយើងថេរវាទមិនបានទទួលស្គាល់ទៅលោកជាពុទ្ធអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ណាចង់និយាយទៅអ្នកប្រាជ្ញបច្ចំប្រទេសគេលើកលោកអញ្ចឹងហើយលោកក៏មិនបានប្រកាសទៅលោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញជាព្រះពុទ្ធអីក៏អត់ដែរក៏មិនលើកពាក្យហ្នឹងថាហីលោកគ្រូហ្នឹង លើកឡើងឧទលោកនឹងជាប្រពុតមែនទេក៏ដែរចឹងនិយាយថានៅបច្ចំប្រទេសក៏ណានៅបច្ចំប្រទេសគឺជាប់តទៅនៅអ្នកប្រាជ្ញអរ៉ុបគឺគេទទួលស្គាល់លោកថាគឺជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងគង់ខ្ពស់មេរូបហើយចឹងទៅបានជានិកាយរបស់លោកនឹង
chụp tiệt tưng chỉ mua nên để cai đòn là bay là ba muối đây luôn nấu đầm bon thiệt gần thập bông tam đầm na ở bon nẹt tì bay tha lục nừ nừng đi lần tí và là tam dùng cái nào mới và hai chỉ lục ai crop tưng một đom mà cả tai và sân và ai lục nừ đi lần tí đôi chỉ mình tự rồi thế rồi lục nừ ta say và rạ và ta ở cả say bò rập bọt nên đi gần thập bông nữa cứ đầm bon nâng viên đầu miên là bò ran là than bò ran là vật thô ấy sập cục bạc cả chẳng lột mình ai từ nơi nơi ni lần ti để lột mình từ đấy lột và con chỉ nè nơi anh đi gần thập bông người ai để chọp lót chỉ mà chậm mình đốt để ca sập sai phật sát na là bỏ lột chẳng còn cha bọn kêu ở cái lịch hạ thì ca bọn brahma ấy những bạn sắp đập vì trước đây rõ bỏ lô để chụp tựa tên nâng phía ta xôn là tạo viết và dương đạp mình bán dương vô thà vầy vầy xôn vì chỉ nạp tất cả tất thể là gà con ta cái phần mình chẳng nghe chỉ mặt chạy mì cạ chỉ phơi cần đà để lúc xâm đáy nó chỉ phơi cần đà lấy trừ khí chỉ ngùi nâng thê rồi viết tay mặt hòn cả đà trừ khí chỉ ngùi nâng thê rồi viết tay mặt hòn chẳng lô miên phải chôn đo tâm một rồi chẳng nằm bất chân lốp miền đảo từ mười năm cứ chân lo vì lốp cao ớt được nông quốc gia cả rai bầm bờ rồi lốp có ở bất chân được nông quốc gia cả rai bầm bờ rồi nhưng mười năm chỉ vượt vào lốp rùa ban mười năm thì hay ở vây đây chầm lại mùi tiệt luôn cứ lốp ban rớt ai cả xa hơn chưa tẹt tương chỉ mùi nồng mùn lục thà lục chít bàn pi cầm pu chết đầy đầy chụp tiệt tường là môn nâng lốp của bán vật hạt bằng riêng là sa côn đã bỏ lốp chỉ lâu mai chỉ miệng vào đây và tiệp lâu gần đà nữa còn tái miên rập biếp rập bạc môn hiền môn mùi chùm nôn nâng xâm ráp oi sâu tức vừa chật sông học lục bằng riêng nó cứ ta đập bay vừa chật sông học nên môn về chi năng bị pro đường môn về chi năng có lục tha cư chi prapot ta vai chân nè cái nào cư chỉ pi là bo prasama samput chi om mà cha bảo ông tra sam đại lục lục lại chụp tiệt tường năng môn năng tha chỉ pi là bo prasama samput bảo ông sam đại nên môn tầng ở năng lục lục thành che prasama samput bảo ông mình mừng riêng chỉ tu từ tê bảy bảy đô chi manu cha dương mình ai ao cầm bật rồi bỏ một nâng từ khmer lên bàn thì khmer cả na để bị căn rồi bỏ một về ai một đây về ai cột nạ bàn giang nam mình bị chi đại chi coi giờ hạ cạ bị chi rồi coi giờ hạ cạ môn môn a cầm băng bậc phật chi âm cha phật ông mình bàn mừng riêng đo mình nuôi chỉ tu từ thế phật ông trung mừng riêng đo mình nuôi đại chuyện niệm miên chuyện này chuyện đắng miên bị chi cột còn hai tư từ tu liền bán đầm bấy cầm ai ta từ đồng lâu mà cha từ thầy anh ấy chỉ cầm nước tu sơn nạ bỏ lô bàn tay lô bán giờ cả vị trí nước mực bằng riêng được đồng cây ca nghe nước miền ca bằng riêng chưa địa tường chỉ muốn đồng muốn tự cái tới chỉ vị trí muốn là được đồng để cài nấn pro ra từ lớn muốn kiệt thả bàn tay mình toàn từ lùng từ lìa thì ca pro ra muốn đồng bỏ lô cứ miền này ta tích tu được đồng chậm nào ông sắc quân đồng bỏ lô vì pro đường ca pro ra muốn chỉ thông nấn liệt kia chỉ toàn trắc nơi con ông Phật sát tử vật tị đập buồn này, Phật sát tử vật tị đập pì là sống tu Phật sát tử vật tị đập pì này và việc cái phần này riêng tầm bầu nó cứ lô nó ngay nên nó mà ở điện môn bị pro tha nơi con ông cầm pì Phật sát ra nó phải Phật chỉ âm mà chấp và ông phải nhặt sạch bọt miền nơi con ông cho là vẽ cả nhà bày đọ lại đọc hàng thề là việt chứ đại vật Phật tra tha nẹp thì cả về tệ là chan đạo vị trí nó mới đi bị khổ từng lái vì khổ mình trở đến để cha nó bị chia tiếp vì khổ nào đến trả bạc được con mình đi vì khổ tầng lái vì khổ mình trở bởi đến để cha nó bị chia tiếp vì khổ nào bởi đến trả bạc được con để cha nó bị chia tay và phút bỏ ông xâm tay anh toàn chụm nội nóng á cứ xâm đá ư từ lơ lốt từ riêng ẩm phơ thâm mục từ riêng ẩm phơ xa này từ riêng ẩm phơ biết biên nhẹ được tẩy bán chia và phút hà mình ở riêng nâng mình ở bằng riêng bọn tay chụp phụ môn rưu bệnh phá rách đâm bây riêng ca phí khu luôn nơi cơ đông bà ta gặp tha thay nơi lơ bây đọ lệch phạm nâng nơi cơ đông mà hà vị phén bàn bà chia thầm môn vị chi
tiềm buông lục bờ bể sập tiềm bể nâng tầng buông để ai cà pì pu cà pì sập xả hai cà pì an trai xem xe muốn bị chia tầng o đại liên tư cao chi phải giáo men chi ở phơ mục men chi ở phơ sai ấy vì khẩu na liên tư có muốn chia tốt muốn chia bạc còn ai cầm ao che hà vị chia tầng o nâng háo từ thừa kru thưa group plum stock mò vị chia ca và mấy ban trop ban dầm bát ban lôi ban cả đại sao vị chia nắng vì khó nực nông rương mà cha à chỉ về mình khó nông bị nay còn thua đấy phần về khó nông sơ đại và vật tư cái nông rương à chỉ về phải là sao thì sao là về chính chăm chỉ vật về ở trời nè buồn nắng trời chính chăm chỉ vật đời ấy đại phần là ba xoay ra của trái bốn và cọp đại thua chẳng và phút chỉ ông mà cha bảo ông trung mình ham khoát đồng ca riêng mấy con đồng bà sân bà riêng thấy đầm bây bà con một bà chía à nâng rương trơ tô trả bạc xế nè cái đồng rương mà cha à chỉ vẹ tay bà con cha tròn tà riêng đầm bây chi bà giáo luôn ấy mình chỉ tô tề mình chỉ à bạc tề dân bàn chi bị khổ nông xâm nạ rồi bỏ lố lúc ai hai chú mùa thờ mùa lạ mặt tì dạ mà cả cái cài của bàn dân đấy cầm lột nâng cứ tham liên ca liên môn liên ấy chẳng làm bài ca phi pru miền phụ priem vì nên là tham liên ấy biệt biên nẹp bùi chẳng lúc có ra sốt môn vị chia ca môi dùm nôn ca phi chẳng ta còn tay mân chỉ toàn tù lông tù liền thế anh ấy chỉ rưỡng chẩm lại môi được nóng xa mai ca là bảo bè nà gà ra chù nạ nâng anh ấy rưỡng mùi nơi phê đại lột cùng nơi lúc bàn đã xê cầm phi chỉ trả ơn đại cầm phi thua rồi bảo lột còn tay miền cầm pi mùi nu cứ tha phần sân bờ dương để dây pi nị cai rồi bỏ lố co to pi nị cai pi môn mệt được nị đại bái chân nhầm pi nị cai Phật菩萨sna nóng Phật菩萨tavat thì muốn để dương để dây ta được nóng ca đái bệ thầy ra tầng lái bị chung vừa dừng gây nị tị bay rồi hái cầm bệ thầy ra đại minh tự tu mà cầm bàn bay chân tự tư khẩn chứng rồi hốt đo tới đó bây giờ chẳng ai còn cho vọng bằng hàng thành tí thì tất nhiên là mình đây thật càng trong thằng tư phi dọc này bởi tế ấn đi tay mà đón bây giờ nó cứ tập tập chẳng ai đồng bọn nó còn cho vọng là bây giờ tớ nà nà nó à trong ghế thì nó phải còn cho phí cho cái đấy mà thấy trong ghế thì là có hôm trong ghế vòng hót đúng ai là bây giờ chúng cứ Phật菩萨sna này về cao được đầm bón này tiền này cao được đông đầm bón này Phật菩萨sna cứ cao được đông đầm bón này để chật ni lon ký này cứ đầm bón mẹ cả thẹn được đầm bón này còn tai tụi nó trong rồi bỏ bỏ tiền đi nó bên đây tại ngay bên tên đó Peswa là ngay nè nừng tụi đó Peswa này tiền tụi đó đầm bón nó ngay để chật Kashmi kịch ấy nó nghiệp phơ chi sừng cây ni tị buồn đại dịch kỳ này thì buồn nâng ảnh Paraswa lột chỉ nạn được nắm ấy lột nâng cái áo chung mua hai ta sạch thạ và rạc này cài của bạn này để miên này cài đâm cái hai ta này cài hiền đâm rồi bó thê rồi viết đâm được khỉ còn tại thê rồi viết bơ bì xa sang dịch cắt khó hồng bí thê rồi viết bóng bơ bì xa bà lây anh ấy phải khó khỉ chế nhưng này cài nâng ảnh cái hai ta mù lạ xa rà vã sạch tệ viết rứa cầu ao đi cài anh ấy chúa tha sát tha vi ra rồi một tiếc đi cài nâng cầu ao chúa tam bị sa bỏ lấy ta support thì cả việt cái nào nâng đập bòn tư thằng trường Peswa nữa điệp chom phương gây nia nữa cái nào còn đang bàn ấy thành tí tiền nè nâng ngay đã về chân tứ trong chấm nói nâng anh đã put ra sa bài tranh nhầm pi thê rồi việt tư không được dạ ca bay buôn pram của môi rơi cho năm nâng đối chi mình thất lập này dây chọc tựa tơ nơi rương bà phô để sát ai xem xem thế cái nào để sao chêu rớt mơ cái nông buôn khát cầm pi xem xem mất cơ anh miến đến đối chi mình khơi nơi dây chọc tựa tơ nơi phô để sát phô nông Phật Sát Na thề rời Việt chướng của ông Kru Maha miền ở nông chạc cơ vật để sốt bây đó đọc bà muốn miền ở dây em pi rương bà xa ai mẹ trái mình chăng hai nị cai bỏ lốt coi chỉ nị cai bằng to pi nong một đài tại pro về sang sang rồi gật mé con đất sáp để tranh miên propu để sạt mờ cả hai propu để sạt đừng ai để tây ban sọc sai pi đi châu mà sọc máy cao chỉ rút sờ lạp tròn na
đại chúng cả na chúng nước bằng hang được trong pe sắp ra từ cầm một tiệt chẳng là lữ à vây đại chúng mà na chấp ở rom không cầm pi để lục là xây thằng o cứ miên cầm pi mua mua tha tha rom mà sang gra hạ đại pe sa bảo lấy những ta tham mà sang kru tham mà sang kru lục là xây bán mà rơi sai sập xong con cha phụ ông bằng hang cầm pi nến cả na đi cứ chi cầm pi tha rama sang cả hạ cả na con cha ai bằng rí ấy thống à chăm bạch đạt ruột nhưng mà na đang bay thế cả na chi cầm pi tha rama sang cả hạ chi phải xa sang dực rật cầm pi đại lục ta xây không cầm pi cho nào ông từng o miên cầm pi mùi đi đại đại xây đại pranaga là chủ nạ bồng ông dương ai mưa khơi càng trong bồng phật còn đây cầm pi nâng tăng và lấy mũi ra hốt đom mà rơi sai sập còn nào khi ông còn đã đặt đồng tiền nước tâm ta lấy đọc pi đi đặt tâm ta lấy đọc pi mà đom mà rơi sai sập ấy còn tại được thằng trong là bọc cầm pi ba là sai thà y tí naga ra chư nạ và tạ và ra chỉ tố yang thara thara mạ sang kara hạ sama pật đà miền này thà cầm pi chmu tham mà sang kara hạ ban ra chân a hai đói prani ki ra chư nạ son là mọt chọc trầm này ai cứ miên mở rơi sai sập chùm phụ đại lục bàn sở xế nơi cái đông đây ở vây được chung của nai chá bảo rắm á dương anh ấy kia tha nằm mát thì con chá bông ôn dương mơ phì rương chọc đẹp tương nâng bệnh bút chì mà chá chọc đẹp tương nằm bốn cứ bệnh bút chì mà chá khăn đông bọt tì mùi rồi bỏ lộ ta trạ bạ thơm măng ta vát trí ni rát na ni ta tì giật tha phụt thô trọng mạch sang khát sư chê tị để miền này tha chi đồng bốn bà rát ta nạ trái miền bày ta đôi mặt đạch bà phút bà thô nâng bà sông nè bà phút bà thô nâng bà sông chi bà rát ta nạ trái tì phí lúc này dây ông bì duyên trí ni giá na ni ta tì giật tha sra và ca giá nắm bà chê ká bột già nấm mà hà già nhanh chia tị cứ diễn miên buồn cứ miên xa và cả diễn miên bại chê cả bột diễn miên mà hà diễn hãy lúc lúc lang âm phi phật tam bảo ông đại dương mình lấp lứ vì muôn bậc nực nông nị cai na na thằng oh cứ chấm nói ti pram để chấm mà lược và kiên con chạm mơ từ gọi cái này tiên bánh chạm bột thas cứ phật tam bảo ông tập triệt thả đôi mặt đây là vay rồi chân nè akso vay aratana sambhava amitapha amokha siddhi chiti cứ praput pram và ông miên praput vay rồi chân nè praput akso vay praput aratana sambhava praput amitapha praput amokha siddhi hãy lược lược là ông chưa tiệt tường chỉ mua đường rương xem xem máu ở hậu đó bỏ phốt bầm pal ti bầm mùi chấm na lực ti bầm mùi mong máu ti bầm mùi bỏ phốt bầm pal sa phật đã ta tha cả ta bỏ phốt bầm pal bỏ ông miền bị phá sấy sẽ khấy vi sập phú cả cơ san thế cả na cả muni cả sập bá sạch chẹt muni để lục địa pháp hai lục cả ba miền buồn từ miền theo tara tha vì rút bạc hạ vô rô là hạ cả cục bề rạ đội dương chẳng đá là cái mà ăn gì mà lây cho bằng thế nên nên miên đi cái này lúc cặp ba bầm bay nè tại không ai dương nơi ro ngay nơi tạm vọt thì lúc cặp ba bầm bay nè cứ ác đau lúc cặp ba lào ác đau lúc cặp ba lắc lúc cặp ba bầm bay bọn cừu cái này đứng dương từ chậm đá đại vọt dương nơi tạm vọt nơi tạm vì hi rồi còn nơi tạm ông bà thàn sẽ là nâng đã riêng tê và đà bầm bay tư nước lô cà bà bầm bay này cứ miên ân ra giả mặt và rà nạ cô bê ra y sa nạ a gân ít nay rít tra và dù rít cứ miên bà ân bà dung bà vô rùn bà cô bà rê ra bà y sa nạ a gân ít nì rật đây và dù rít nhưng chẳng cứ riêng tê và đà bầm bay tư để không ai dương phư sắp ngày đến cả na cái co sang ôp than sẽ lai rồi còn nơi tam vọt đến cái đạn bầm bay tam trung trung bầm bay nó cứ sầm đai lục cái bà bầm bay nó
tam được nông cầm pi thà mạ sang cả hạ rập bò phần đa ca rồi chun nát đẹp sọc sai mà đó sọc mai dương nè hai dương mư cái na trong này dây chưa tự tơ nông pu thì sạt mình tí đập pi đập bay chỉ cả bằng háng tí đập pi cứ asdo pu thì sạt thua wa miền này tập pro pu thì sạt bằng bay on tất tự giật thả miền ấy là metraya kakana kanja samanta padra vajra panis manchusris sarava neurona vis skampi kasiti karapha ka karapha ຈັ່ງ គឺ ປະໂພຣິສັດ មាន 8 ອອງ ແຕ່ ສໍາລັບ ພາສາ គឺ ເຈົ້າ ອັດ ທ្រອບ ລື មាន ໃດ ຖ້າ ມຸນ ນຶງ ກໍາປີ ທໍາມະ ສັງກະຣະຫະ ຂອງ ປະນາການຈຸນະ ແລະ ຈຶ່ງ ມະນາ ທ្លອບ ຮຽນ ກໍາປີ ຂອງ ພຸດທະສາສະຖາ ເທຣະເວດ ກະໄດ ຂອງ มหาญาณปีมุนปีมุน ตั้งอัมปีสัพพัตตกเวท หรือគេយើងហៅថាមូលសរវៈវាតនឹងឬយើងហៅថាសត្ថវរៈនឹងអត់ធ្លាប់ព្រឺទេជាពិសេសគឺលេខទី3ប្រពុត 5 ខ្មែរយើងបានកសាងរូបហ្នឹងព្រះពុទ្ធ 5 អង្គហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធ 7 ប្រអង្គជាពិសេសខ្ញុំណាចង់និយាយអំពីរឿងព្រះពុរិស័ទទាំង 8 អត់មានឃើញអ្វីលោកគេស្វារៈទេសម័យលោកគឺមានព្រះពុរិស័ទឈ្មោះមេត្រីណាក្រាសុំគុណចាស់ព្រះអង្គបង្ហាញមកទៀតព្រះអង្គបង្ហាញមួយមួយព្រះពុរិស័ទទាំង 8 ទៀតគុណចាស់អង្គព្រះអង្គអុពេរ៉ាទ័រនិមន្តបង្ហាញព្រះពុរិស័ទនីមួយៗមករូបព្រះពុរិស័ទហ្នឹងគេរសេចយ៉ាងម៉េចតំណ
India, Nepal, hay nâng tì bay. Chia propor sắp tì mùi, praniem ta, mai traya potisat, ku prahme traya potisat, ku lokan yang. Ni chia propor sắp tì mùi nâng kum pi, tharama sankraha rabonaga rajuna nâng ai. Njang bong bong kuin miên kum dung. Miên kana dam chu, sâm liệt bong pet trung, hai praong trung churn a lurk ka chu. Ni ku chia propor sắp. Tì mùi, đại miên là dây được khổng cầm bí thả ra mạng sẵn kỳ hạ rồi bó bà nà gà ra chút nạ. Đại dương ai này dây ta khổng bút tà sát tà vật tì bầm bầy. Vì bố lộc, miên bà chôn hông chả lọc bí mùi chả nắm, bí bầm bò rơi chả nắm, đó bầm bầy rơi chả nắm. Còn nà, bà bố sát ông tì bì. Còn nà, xông con chạm bằng hàn bố sát ông tì bì mì rụ riêng dân mách. Đại chả ra chả nà bọt ở bó Indi, Nepal nâng. Rư kô ra chân áp bọt rơ bò. Tị bế, còn nàn đi. Cứ chì tu ân pra pô rơ sát tị bì. À, con chá chân tị bấy ở tiền. Chà lo mày, tị bì, tị bì. Nà tị bì, nhưng mà bàn bằng hai. Pháp tư con chá rơi tị bì tiền. Con chá chân là tị bấy à. Còn nà tị bì. Còn nàn đi, cứ chì ân pra pô rơ sát tị bì. Nà, pra pô rơ sát tị bì đi. Để miên được đông thà ra mạng sang kà ra hạ đây chì cầm bì nữa. Cầm phí được chung đã thật bàn riêng, cầm phí sang giật rất nâng, cứ thà Phải á, kẹt cả nạ, canh cho rạp bồ tế sạch. Cứ lô canh nập ca chúc đáy sạch đám. Chầm nay, tại đây chơi nhờ rạp bồ lô canh nập khăn đà nâng cũng gật đằng. Cả đà khăn đà nâng cứ chì tu gật đằng, nâng cứ chì ông bà bồ tế sạch tì phí. Đại phía nà gà ra chút nạ, lô bàn tờ xê túc. Nơi cất ông cầm phí rạp bồ lô, đức chế bà bồ tế sạch ông tì bày. Nà, xong bằng hai bà bồ tát sát ông tị bấy. Hay, chạm đó sọc khmai dùm nà nâng bằng hai cục. Ai ở khuyên tiết khmai dùng miền rụng mạch lạc. Còn nà ní bà bồ tát sát ông tị bấy. Cứ bệnh xa mân trẻ thật rẻ bồ tị sát. Cứ đây sát đàm rộp lô căn à vụt chị đá. Hay đây chê lô căn khăn đá. Khăn đá cứ gần đằng. Còn nà khăn đá cứ gần đằng. Nâng cứ chia bà bồ tát sát ông tị bấy đá ra xa lô. Hãy nâng tư bán trả chi bà phút khăn ca khẩm mốc. Rõ bỏ này cái mù là mặt dịa. Mù lẹ mặt dịa mì cả cả rì cả năng ai. Chỉ này cái đừng ai. Bà phô rì sát ông tị buồn. Người nào rụ riêng mạch. Đâm bây bằng hành. Ai bông bà ôn dương mơ tự ọc nê. Cầm áo chè ta tha này dây. Nên miên này khăn cầm pi. Hãy miên rụp ai mơ tiết bà. Người nào bà phô rì sát ông tị buồn. Xong bà ông khu khăn ở bà rất thờ bằng hành. Cái này cứ chia bà phô rơ sát ông tịt buôn, cứ bà phô rơ sát manh chú sri.
ກະນາປະພຸດທະສັດມັນຄູສີກະນາປະພຸດທະສັດມັນຄູສີກະນາອະສົມຄຸນຈໍາຫາຍຈັ່ງເດແມ່ນປະພຸດທະສັດວຽຈະຣະປານິວຽຈະຣະນັ້ນມີໃນຖ້າຄືຊີອາວຸດພິເສດແລະຍັງຫາຍຖ້າວຽຈະຣະອາວຸດປະສັນບັນດຶກດົງພຸດທະສາດເທລະວຽດຖ້າວຽຈະຣະອາວຸດນີ້ກັນໂດຍປະອັນແລະຍັງນິໄຍຖ້າສະກາສະວຽຈະຣະອາວຸດທຽງວຽຈະຣະອາວຸດຂອງພະອັນຈັ່ງວຽຈະຣະອາວຸດນັ້ນຄືກັນໃນໃດສະດໍາ នឹងឯដៃស្ដាំហើយមានស្រួចខាងបួនហើយកណ្ដាស្រួចមួយវជ្រាវុធនឹងហើយខាងដៃឆ្វេងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងកាន់ខណ្ឌាជាកណ្ដឹងនេះរូបទី4របស់ព្រះពុទ្ធបរិស័ទឈ្មោះវជ្រៈបាណិបើយើងហៅថាវជ្រៈបាលីថាវជ្រៈសង្កត់ថាវជ្រៈវជ្រៈបាណិមានន័យថាពុទ្ធព្រះពុទ្ធបរិស័ទដែលមាននៅវជ្រៈវុធនៅក្នុងដៃអាវុធនឹងគឺសំដៅលើរន្ទះ ដែលយើងនិយាយថាក្របរន្ទះជិនកបានឬហៅរន្ទះនេះគឺជាប្រពុរសັດទី4ដែលយើងបានឃើញកើតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនៈវត្តទី8ដែលមានប្រពុរសັດទាំង8នេះក្នុងគម្ពីររបស់ព្រះនាគារជុណៈដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរឈ្មោះថារមៈសង្គ្រហៈកណាប្រពុរសັດទី5កណាគុនចាស់ព្រះអង្គព្រមមុនបង្ហាញប្រពុរសັດទី5គឺប្រពុរសັດមញ្ជូស្រីពុទ្ធិសັទ បន្តិចទៀតយើងនឹងអត្ថាធិប្បាយដល់រឿងជាប់តាក់ទងនឹងប្រថេរៈប្រនាមសន្តិទេវៈអាស្រ័យជាមួយនឹងព្រះមញ្ជូស្រីពុទ្ធិសັດនេះឯងព្រះមញ្ជូស្រីពុទ្ធិសັດនេះបើនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើរូបស្អាតគឺមានសេរសា 11មាន3 11ស្រុកខ្មែរយើងគឺជារូបប្រពុរសັດមញ្ជូស្រីអញ្ចឹងគឺទី 5 គឺប្រពុរសັດមញ្ជូស្រីដែលជាអ្នករសាលោកដែលជាអ្នកកាន់លោកដៃលោកយ៉ាងម៉េច មកខាងកាន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនបានដឹងហើយឈើលើផ្កាឈូកនេះគឺជាតួអង្គប្រពុរសັດនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខាងអាចរិយវេទមហាយានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រពុរសັດទី 6 កូនណាណាកូនចាស់ព្រះអង្គបង្ហាញប្រពុរសັດទី 6 កូនណាណាប្រពុរសັດទី 6 គឺព្រះពុរសັດព្រះក្សិតិយរភៈពោធិសត្វកូនណាព្រះសរវនិវរណៈ វិស្កម្ភីពោធិសត្វកណាគេថាដៃមកខាងរបស់លោកដូចជាកាន់រៀងដូចប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងណាដៃស្ដាំហើយដៃឆ្វេងគឺកាន់នៅខណ្ឌាគឺខណ្ឌានឹងគឺថាខ្មែរយើងថាកណ្ដឹងកាន់នៅកណ្ដឹងដូចគ្នាកណាប្រពុរសັດទី 7 កណាប្រពុរសັດទី 7 បងប្អូនយើងមើលរូបប្រពុរសັດទី 7កណានេះជាប្រពុរសັດទី 7 ប្រណាមថាប្រក្សិតិកៈរភៈពោធិសត្វ ណាដៃរបស់លោកមកខាងកាន់ដុំពេជ្រស្អាតហើយទេណាស្ដាំហើយមកខាងទៀតគឺលោកកាន់នៅខាន់ដានឹងហើយគឺរូបរាងរចនាបថបែបឥណ្ឌាបែបទីបេបែបលង្កាអឺសំទោសទៀតបែបនេប៉ាល់បាទកណាបែបនេប៉ាល់អញ្ចឹងប្រពុរសັດទី 8 ណាប្រពុរសັດទី 8 សុំប្រពុរសັດទី 8 នេះមកទៀតណា អង្គអូប៉េរ៉ាទ័រមុនតាណាហើយណាណាគឺសត្វតែកាន់ខណ្ឌាទាំងអស់កាន់កណ្ដឹងទាំងអស់ណាប្រពុរសັດទី 8 កូនចាស់មកអីទៀតពុរសັດទី 8 ទៀតណាកណាមាននៅប្រពុរសັດរូបទី 8 ដែលខ្ញុំកណាបានត្រៀមដើម្បីប្រគេនទៅកូនចាស់ នឹងគឺកូនចាស់ខាងអពេរតើព្រះអង្គទី 8 នឹងបាត់តាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានប្រពុរិស័តទាំងអស់ចំនួន 8 អង្គដែលយើងបានឃើញជាដំបូងបំផុតនៅក្នុងគម្ពីររបស់សង្សក្រឹតមានន័យថាយើងឃើញដំបូងបំផុតក្នុងគម្ពីរសង្សក្រឹតចំណែកថេរវាទយើងនៅក្នុងចក្រវត្តិសោត 3.19 គឺយើងឃើញតែប្រពុរិស័តព្រះមេត្រី ឬអរិយមេត្រីទេប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងគម្ពីររបស់ខាងគណៈអាចរិយវេទគឺយើងឃើញមានរហូតដល់ទៅ 8 អង្គហើយជាពុទ្ធសាសនាដំបូងអត់ទាន់មានឃើញព្រះនាងតារាអត់ទាន់មានឃើញអវលោកេស្វរៈទេគណៈហើយព្រះអង្គគ្រូអពេរតើហើយលោកធ្វើបាត់ រូបទី 8 យើងបានផ្ញើទៅដែរទី 8 ហ្នឹង បញ្ហាអ៊ីនធឺណិតលោកណាច់អ่าប្រហែលជាអាចមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទៅថាបានទាំងអាចបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតកណានេះទី 8 ទៀត
ព្រះពោធិសត្វទី8គឺព្រះខៈកៈរភៈពោធិសត្វព្រះអង្គកាន់ដាវហើយនឹងដៃឆ្វេងគឺកាន់កណ្ដឹងគណៈដៃឆ្វេងគឺកាន់កណ្ដឹងនេះគឺជាព្រះពោធិសត្វទាំង 8 ព្រះអង្គដែរជើងអ្នកសិក្សាយើងអ្នកវិភាគរបៀបយើងឲ្យរៀនសូត្រគឺថាវាមានកើតឃើញ ចន្លោះនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះនាគារជុណៈនឹងស្រាប់តែឃើញទូអង្គពុរិស័ទទាំងអស់ទាំងឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំណាសុំគម្ពីរឡើងវិញទៀតសុំគម្ពីរថាធម្មសង្កហៈណាសុំបង្ហាញគម្ពីរឡើងវិញអញ្ចឹងពុរិស័ទទាំង 8 ពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញរូបហើយរូបពុរិស័ទដែលបានបង្ហាញជារបៀបលក្ខណៈដែលខ្ញុំកណាបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានរៀបរៀងដើម្បីបង្ហាញគុណចាស់ ហើយទៅខាងមុខទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងអាចឃើញជាច្រើនរូបសំណាក់បរិមាយ៉ាងម៉េចជាព្រះពុទ្ធវៃរោចនៈបរិមាយ៉ាងម៉េចជាព្រះពុទ្ធអក្សរបយៈនៅស្រុកខ្មែរបរិមាយ៉ាងម៉េចជាព្រះពុទ្ធភ័យសៃយកគរុហើយបរិមាយ៉ាងម៉េចជាព្រះពុទ្ធសត្វអីពុទ្ធសត្វអីស្រុកខ្មែរយើងកាន់ជិត 500 ឆ្នាំ កណា ថា 500 ឆ្នាំឥឡូវក៏នៅតែកាន់សាសនានិកាយនេះ ទៅបេះកាន់ទេរវិញប៉ុន្តែការអ្នកស្រុកនៅភូមិជាប់និកាយនឹងមករកគេដូនតាហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់យើងសម្លឹងមើលទៅវិញក៏ណាសុំគុណចាស់ព្រះអង្គពេលរត់ទៅពង្រីកធំយើងឃើញបទនមស្ការរបស់លោកជាខាងដើមបទនមស្ការរបស់លោកជាខាងដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទី 12 បងប្អូនមើលទី 1 ទី 2 រហូតមកដល់ទី 12ដែលយើងឃើញមានព្រះពោធិសត្វគឺអាស្ដោពោធិសត្វធ្វះ គឺមានន័យថាព្រះពោធិសត្វ 8 ព្រះអង្គដែលមានព្រះពុទ្ធសត្វមៃត្រយៈព្រះពុទ្ធសត្វកកណៈនកញ្ចៈព្រះពុទ្ធសត្វសមន្តភេទ្រៈព្រះពុទ្ធសត្វវិជ្រៈបាណិព្រះពុទ្ធសត្វមញ្ជុស្រីព្រះពុទ្ធសត្វសរវៈនិវរណៈវិសកម្ភីព្រះពុទ្ធសត្វសតិករភៈព្រះពុទ្ធសត្វខៈកិរភៈនឹងដែលយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ អ្វីដែលយើងឃើញផ្លែកចម្លែកដែលមិនធ្លាប់មានឥឡូវយើងបានឃើញមានហើយអ្វីដែលយើងឃើញមួយទៀតគឺប្រពៃណីស្រុកខ្មែរយើងតែងតែធ្វើរៀនប្រភុំ 8 ដូចនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំកណាអីគេតែងតែធ្វើរូបប្រភុំទេវតាហ្នឹងដាក់ជុំវិញសាលាហើយ 8 អង្គគេហៅឈ្មោះប្រអិនហៅយមៈអវរុណអីចឹងដែរប៉ុន្តែ ដល់ពេលយើងបានធ្វើទៅក៏ពិតរូបហ្នឹងអ្នកស្រុកនៅភូមិគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏មិនមែនតែទៅលើក្រុមតាណាតើពិតមានក្នុងកម្ពីធរមៈសង្គ្រហៈមកតាំងអំពីពុទ្ធសាសនាវត្តទី 8 មកហើយវាហូរចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរជុំបានស្រុកខ្មែរចាស់ចាស់មួយចំនួនយកឲ្យគាត់ដាក់គាត់យើងអត់ឲ្យយើងដាក់រូបប្រភុំហ្នឹងជុំវិញវត្តយើងមិនឲ្យដាក់ជុំវិញសាលាគាត់ខឹងយើងគាត់ប្រកាន់យើងគាត់ថាដូនតាគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងយូរហើយ គិតមើលទៅចុំមើលគិតមើលដល់ឥឡូវមកពាន់មកពាន់400ឆ្នាំហើយដូនតាគាត់ធ្វើហ្នឹងពួកសកម្មាយើងកាន់និកាយពុទ្ធសាសនាបែបហ្នឹងមកវាមានតែទំនាប់ប្រពៃណីអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនជារឿងប្រុងមាញ់សាសនាទេវាជារឿងពុទ្ធសាសនានិកាយហ្នឹងឯងដែលវាហូរចូលមកឥឡូវរឿងប្រពុរិស័ទរឿងផ្លែករបស់កម្ពីធរមៈសង្គ្រហៈដែលខ្ញុំកណាមានកម្ពីហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ140 ប៉ុន្តែកណាបង្ហាញតែត្រឹមទី 12ហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យយើងឃើញអ្វីដែលមានប្លែកហើយនឹងមានរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ 5 ព្រះអង្គមានប្រពុតវៃរោចនៈអីហ្នឹងដែលយើងមិនធ្លាប់មានលឺព្រះពុទ្ធអក្សរបយៈអីហ្នឹងដែលយើងមិនធ្លាប់មានលឺឥឡូវយើងត្រូវបានឃើញថាមាននៅក្នុងគម្ពីរសង្ស្ក្រឹតរបស់ព្រះនាគារជុណៈអញ្ចឹងដើម្បីប្រគេនព្រះអង្គអគ្គលេខាធិការហ្នឹងឲ្យយើងឃើញនៅវាប្លែកដែលយើងតែមិនធ្លាប់បានលឺពីមុនមកគឺយើងនឹងបានឃើញពីសម័យកាលហ្នឹង អញ្ចឹងនៅក្រោយពេលដែលព្រះនាគារជុណៈលោកអស់ប្រជញ្ញទៅមានន័យថាអាយុលោកបានមករយឆ្នាំលោកកើតតាមក្បួនតម្រាទុតិយថាលោកត្រូវសកុតអាយុ7ឆ្នាំព្រោះលោកម្ដាយរបស់លោកនៅកើតនៅតំបន់ខាងត្បូងកោសលរដ្ឋកោសលភាគត្បូងហ្នឹងកោសលហ្នឹងដែលមានទីក្រុងហ៊ូសាវថីហ្នឹងកណា ហើយក្បួនតម្រាគេមើលលក្ខណារបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ចក្រឫស្សីទៅថាអាយុ 7 ឆ្នាំស្លាប់ហើយអត់ទោះបានទេដល់អញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយហៅព្រាហ្មណ៍មកកាត់គ្រោះធ្វើពិធីហ្មេច
cứ ta nơi từ mọc rung dân to tại ai lục trên tự bua dân đo và lục ban trên tự bua nè trên tự bua bà rạch bạc thô riêng thô tới miền bờ chân nằm dụ lòng rồi chân nằm lòng rồi chân nằm mà lục sử dụng cho bơ lục sâu chân nằm bầm bờ rưỡi sử dụng bầm bầy rưỡi mình mở rơi chân nằm cột mới bằng cổ rung mở rơi chân nằm cột nó ngay nơi bê lục sử dụng tới lục miền sơ mùi khăng đôi lục chẳng đá đầm đá đầm đó lục tới là khăng đá chmu Arya Tewe Arya Tewe nó cứ chơi sao bỏ lục ta Arya Tewe nó ngay lục mực bị khăng nà cho nà bây Arya Tewe nó tam sự đầy cọt tra tục khăn ông ạ thạc thà rà bỏ bè chăn trạc tì rà tệ nơi khăn ông cầm bê chmu chạc tụ sạ tạc cạ bố lô ba nà xê cầm bì mua chmua chạc tụ sạc tạc cạ mình này thật buồn rồi lô chạc tụ sạc tạc cạ nâng bè thật buồn rồi nơi cơ đông nâng bè chăn trạc kì rà tệ lô ba nà xê thà bè à rìa tê vẹ lô cư chi bè rì chạc bọt ở rò bò bè mạ sạc Sri Lanka lô bè sốt nâu ai có Sri Lanka ai chi ở rò bỏ bỏ bởi chí bà niềm thá bánh chạc xà răng kẹp được không có nụ hai lúc trực bán sẽ thả bà ná tôi bà bây đá đi chú buông sàn được buông áo tư chí bà rí chí tì diệt đây nâng trực bán lăng cường rít xâm bạc được không có sợi lăng kà được không có sợi lăng kà bốn tư lúc trực bán lẹp bóng rít xâm bạc nâng chánh điện lúc lẹp bóng rít xâm bạc lúc chánh được bù chí bị khâu không có lăng kà lúc bố chi bị khâu được nông cầu lăng cả hai lực bàn sực xa cầm pi và trai bị đọt nông cầu lăng cả nâng chết đằng là mơm xong cú nâng 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 hay tam đà đầm nào nâng cứ lô bù nâng nông xong nạ ở rõ bọc bụ này cài viết tôn là viết bố lô bà mến bù nâng nông này cài rõ bọc thầy rõ viết mà hà vì hì thế bố thà cả nạ rõ bọc mà hà vì hì cả nạ rõ bọc bà mà hà vì hì cứ chi cả nạ rõ bọc thầy rõ viết mai thằng thật bồng đó về chân tới xâm rạp lúc cứ lúc ai mua nơi cơ nông cần nạ rồi bỏ về tôn là Việt rồi bỏ ta mà dẫn đi cài áp dạng gửi để bài chân chân để cài xinh xinh đôi chi này cài chung của nạ thọt lực lãng chết tạo phun ấy chết tạo bản nạ và xây ấy chẳng hết á chân nơi phê tại con sạch đạch với chất bọt ra ăn lấy chân tự bố lúc riêng chết đăng bệnh đọa ta cả tha là mơm xong cú hết lúc cái chân tự căn cầu lăng cá chân lục sống tôi lục chân nhầm phi coi lòng cá từ gần đi bro từ tam phải tức từ căn thì còn cà vi ra bắt đánh cái này con cha ông bay ở bằng hang ở panty mình tách tiền con cha ông mà phải tớ nên muốn bay bằng hang panty anh đi thằng bốn chỉ mua nâng coi lòng cá nước vì vì nó chết đi bay chừng mày nè bay chỉ phải tớ muốn nợ ở thế tiền nè cái này con cha này cứ chi đầm bòn ni 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 tiền à trong cây vẫn Sri Lanka đại dương khơi mưa bông ôn dương mưa khơi có Sri Lanka máu mà đó khơi cái lại mùa nó chung tăng chu nó cứ chỉ cái lại đại Pre Anarut Tse cầm pi Apatham Mata Sangka hạ tôi nè hai chân nhầm pi nâng máu cứ niết cặp tâm cái nào niết cặp tâm này có miên co mùi đại niết cặp tâm chân nhầm pi niết cặp tâm máu kinh chi Param cái nè chân nhầm pi kinh chi Param máu trên là Kahamadras chênh nhầm bì mặt trăng máu dương từ đó a thà ra phật đấy hơi từ đó cả lại nằm bon lục cung nơi ní cứ naga ra chư na con đẻ dân pra naga ra chư na con đẻ lục cung nơi này dân pra ông mà cha nó lục chênh bì Sri Lanka phi thằng thằng bốn lục chênh cho tam có thằng bốn nó ấy bị chết chừng ngay cho sam sắp cả lâu tam phải tự y tế lục vừa tầm nào cho từ phi thằng bốn nó nông cung nông ra bò lốt từ vai bằng cung tam put than nì nì bọn này dân khơi á, cái lại nia kia để chịu nạn đấy cả nạn đã được vùng cả hòm áo vậy, còn đây được không đầm bòn này anh, cứ chỉ đầm bòn thê rồi viết thông một phát nơi đầm bòn thành chỗ, nơi nương nia cả bật đấm, nơi canh chi bồ rắm, nơi chín là nơi chín nó rồi đi cả mật ra sớm, đầm bòn nó cứ sắp tay chi đầm bòn put sát na thông thông mà thằng thê rồi viết, à tra bật đấy nó ngồi chân này, ấy đầm bòn này giống là thọ ban prap ai chín ta maras nâng ấy cứ chi đầm bòn này chụp tên nâng Phật giáo Nam môn nâng Bria mà hình màu có căn lăng có căn có lăng cả này chân lục chân đầm nào về đằng ấy đầm bay từ thoại cùng tam Phật than rồi hốt lục từ ban chụp Bria Naga ra chun nè cái
cái nào bà hãy bật phản tí từ mình tới cái nào dường như dây ấy ở miền nằm nàng chẳng cái nào miền phản tí đường mưu bà dây những chất thẳng cái nào chết tình dây đó vườn cao này giờ miền phản tí miền đây bằng hàng thật cả lại nghĩa kia để chút nặng cái nào bàn cú rùm của họ mọi tiệt dân được bên nước lô của bàn trình bị có lần cá tư đi gần bốn là bây toàn cùng Satanti Sakara Sinh Sinh được không xảy ra cả nâng cưới với lúc ban đây chụp ra nàng cả dù nạn này đây cho nẹ xong đây anh thua chụp tựa tương nâng xuân nhà tàu Việt nếu bây giờ lúc ban đánh đo thua a chỉ chê về nhé kia tức vui luôn nông lúc chết đăng lúc xong bài chất ông bì cùng nứt trước đây đây chỉ mạch chì mì bà đây bà tì rư cả hai thà mặt chạm mì cả rõ bà lúc ra nàng cả dù nạn lột nó có thay luôn lột nó cứ chỉ sát vào Pranakarjuna rồi dân trắng đang tụ bay chi Sri Lanka ở đây và sang ngân đi giờ mai nó ở đây kêu press bằng cái pearl từ kia đấy ắt miền toàn này na từ liệt khao liệt ai ấy đôi lột chân lột Việt Nam lột Korea lột Japan sang ngày thì con cha mưa này nè cứ cầm nót tra cọt tóc rờ bò thăng chèn rờ bò bị khâu thăng chèn ngân này này nè rụng nắng cứ chỉ thăng chế nhà ta xây cọp tục nòng về đại thăng chế ra thì khẩu thăng chế lục vừa tầm nào ở tây căn và tiền đi lục hà nít cứ chia sẻ cọp cho lại nhiều lần tì lục cọp tục chẳng còn cha ai bằng hàng thông bán là hàng thông bán chẳng được biết liệt băng chỉ bồ còn cha mơ bóng biết liệt băng chỉ bồ cứ cường đối thay là việt dương được ngày chẳng mình men tháp ở sông nơi cái nông địa ca hay mua lẹ mặt chạm thì cả ca thì ca và xong được nông địa ca ấy nè mà ha diên rồi thề rồi về tết liệt xong chưa được nha cái miền này cả ca cơm ca không được nha với đại dương hiện này dây ta đôi kia nữa mất âm pi cầm nát ta tờ xe nâng rút cầm nút cu tục đòi bị khẩu thằng chơi được không cầm pi rồi bị khẩu thằng chơi được pi tờ lóc chơi nhầm pi đi tới bích lúc ban là xe thì bật tất cả mũi để lúc ban tất cả có tự ban tất cả lần đi nó lúc khơi là biết bằng chỗ phố đại thì khổ sáng nơi cả nút lĩa nó nơi ni lần tiếp bài này ảnh chẳng cứ dân khơi là ồ dân của ta sáng tôi bay chị bay trên kia này cài kia xe nhận mà cho đáy con đại bằng chỗ phố sẽ bị ấy đâu ta nghĩa cái nào nó cứ tập lập một mình cho cái nào tập lập một mình cho tiền này nè phân tay chơi bằng chụp copy sơ máy đau ra cái liệt vẹt đứng bên này dùng đồ dương chẳng phê tế này dùng po cả hai po ở chiêm trúc cái nát tiền này dùng pro po chiêm trúc chiêm trúc các bạn chiêm trúc đôi và xong tí bé đôi và xong là tí bé vẹ chẳng rứa cả đôi chia và xong nơi phùm mê chẳng là po chiêm trúc nó cứ sơ máy phút tất cả bởi đây xa vạ rồi bởi phút đấy cứ pro po năng ai miền sông đại cái nông prata cả tha nông bay đọt tròn cả lại na bị po chỉ po rồi bỏ bỏ put nông bị khâu xong để prơ từ prơ rồi bị po chiêm trụ mà nhà po chiêm trụ chẳng lột thúc bay ở trên bị lăng ca mấy tên lột từ phai cái nông chỉ sơ rồi bỏ prơ na ca rồi chun nè hai lúc bàn riêng chỉ ngồi prata na ca rồi chun nè nông ấy lúc riêng nơi na lúc riêng nơi wat sray para vật tạ tại hai tập nông sray bỏ rồi bỏ nơi ưu tí xá đầm mòn nâng hai lúc bàn sắc xa nơi tí nụ chỉ mùi nâng bật thê rạ nâng đại chi ả cha rạ bọc luôn cư Pranakarjuna nhưng ả rìa tê vẹt lúc bàn sắc xa sơ lạ sạp xênh xênh tiền prajna bài chá tiền prajna bài thamay âm pi kru rạ bọc lô cư ni kia rạ chun nạ nơi bê đại ni kia rạ chun nạ lúc ọc phải chun tư khá nông ả dụng mở rời chun nắm nơi khá nông putta sát tà vọt phạm bay rời nâng ả rìa tê vẹt nâng có tật tuôn mơ ca khó trấu sắp xài thô chia mạch chìm mê bà đê bà tê rư mặt xạ mạc cạn nâng chìa xài còn đá bài xô nhà ta Việt nâng xâm rác chùm ngốc cừu rô bò lộp lộp lai căn tầm náy chùm ngốc cừu rô bò lộp là lộp miền ca bà đê bát nâng miền kia là cách bằng riêng thô đơ cơ nâng vắt xây bà rạ vật tạ xây bò rô bọt bần tay lộp mình thô đi cừu lộp bê cừu rô bò lộp cứ miền là vọt tay mùi nâng ảnh phần tế phía ả rìa tế vẹt lúc bàn bằng cao vọt bằng thêm sang song vọt nửa tí đọc tí bằng cao chi xa khá rồi bỏ vọt lúc bàn mà phê buồn vọt
ក៏ណាបង្កើតសាខារបស់លោកបានមកភ័យបួនវត្តគឺព្រះអរិយទេវៈនេះបង្កើតសាខាបានបួនវត្តអញ្ចឹងក្រោយមកគឺព្រះអរិយទេវៈលោកក៏បាននិមន្តទៅកាន់មហាវិជាល័យនីឡន្ទាក្នុងសម័យរបស់ស្ដេចចន្ទគ្រុបក៏ណាសម័យរបស់ស្ដេចចន្ទគ្រុបហៅថាគុបតៈវង្សហ្នឹងក៏លោកបានទៅទីនោះដែរអញ្ចឹងព្រះអរិយទេវៈលោកបានសេកំពីសំស្ក្រឹតមានចំនួនប្រមាណជា 4 កំពីទី1ឈ្មោះចតុរហៈសតកៈបការណៈកំពីទី2ឈ្មោះចញ្ញាណៈសារៈសមុជ្ជយៈកំពីទី3ឈ្មោះអាសរៈសតកម្មលោកសេកំពី4ហ្នឹងឯងហើយកំពី4ហ្នឹងកំពីចតុរៈសតកៈនេះគឺព្រះចន្ទ្រីគិរតៈដែលជាសិស្សរបស់ព្រះព្រះនាយករជុណៈដែរហ្នឹងលោកបានសេដីកាធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទាំង4សលៈសលសៈហ្នឹងគឺថាទាំង4ហ្នឹងឯងតែចែកជា16 បត់លោកបានធ្វើឯព្រះធម្មបាលដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងនៅមហាវិទ្យាល័យនីឡន្ទាគេលោកបានសេកំពីអធិបាយកំពីរបស់ព្រះអរិយទេវៈដែលឈ្មោះកំពីចតុសតកៈហ្នឹងក៏លោកបានសេដីកាមួយដែរប៉ុន្តែមិនល្អិតល្អន់ដូចជាព្រះថេរៈចន្ទ្រីគិរតិទេអញ្ចឹងអស់ពីហ្នឹងទៅមានសិស្សល្បីរបស់ប្រាណាការជនៈមួយទៀតគឺ ព្រះចន្ទ្រគិរតៈព្រះចន្ទ្រគិរតិគឺជាប្រាជ្ញមួយរូបដ៏អង្គអាចមួយលោកជាអតកថាចារផងគឺជាដីកាចារផងអញ្ចឹងលោកសរសេរអតកថាបង្រីកសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គម្ពីរប្រាណាការជនៈដែលសំខាន់គឺគម្ពីរដែលលោកបានសរសេរដូចជាគម្ពីរប្រសន្នបដា ជាតកថាបរិសក្តីរបស់កម្ពីមូលមជ្ឈមកការកាព្រោះមូលមជ្ឈមកការកានេះជាកម្ពីអតកថារបស់ប្រាញ្ញាបារមិតាជាអតកថារបស់ព្រះនាការយុណៈអញ្ចឹងលោកសរសេរប្រសន្នបដាជាកម្ពីដីកាពញ្ញុលលើមូលមជ្ឈមកកការកាទៀតឈ្មោះថាចន្ទ្រគិរតិហ្នឹងលោកបានសរសេរកម្ពីមជ្ឈកាវតារកាចូលដល់ផ្លូវកណ្ដាលយ៉ាងម៉េច លោកបានសរសេរកម្ពីចតុរហៈសតកៈដីកាអតកថា400អធិប្បាយគឺថា400របស់ព្រះអរិយទេវៈលោកបានសរសេរកម្ពីយុគតិសអស្ដិកាវរិតតតិដែលមានប6សលៈ60បទពោដតកៈនិងទី5លោកសរសេរកម្ពីសុញ្ញតាសបដៈវរិតតតិដែលមានការអធិប្បាយ70បទដោយសុញ្ញតាអញ្ចឹងលោកក៏បានសរសេរកម្ពីទី6 ឋរិសរណៈសព្ពដេយថាចិត្តសពពោលដោយការទទួលប្ររតនៈត្រៃជាសរណៈអញ្ចឹងព្រះចន្ទ្រចន្ទ្រគិរតិលោកបានសេកំពី6ហើយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏គឺជាសិស្សផ្ទាល់របស់ព្រះនាការជនៈផងដែរបាទអញ្ចឹងនិកាយមជ្ឈមកៈនេះបន្តមកចម្រើនរុងរឿងខ្លាំងនៅក្នុងឥណ្ឌាទាំងឥណ្ឌាខាងបូងឥណ្ឌាកណ្ដាលទៅយកទៅអនុវត្ត រហូតទៅដល់នៅតំបន់ខាងសកលវិទ្យាល័យនៃឡន្ទាក៏ទទួលយកប៉ុន្តែក្រោយមកនិកាយនេះត្រូវបែកជា2បកទៅទៀតដោយសារតែការយល់សេចក្តីមិនត្រូវគ្នាបង្កើតទៅជានិកាយឈ្មោះប្រាសង្គិកៈព្រោះតែព្រះនាការជនៈលោកបដិសេធគ្រប់យ៉ាងទូទៅសកលលោកនឹងការយកសេចក្តីចំណែកនៃសច្ចៈពួកផលលោកមិនព្រមទទួលយកចំណែករបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងក៏ បង្កើតជានិកាយប្រសង្គិកៈគឺថាយើងអាចទទួលយកចំណែកនៅដទៃចូលរួមផងដែរកើតជានិកាយសវន្ត្រិកៈការដែលលោកគិតថាការដេញដោសសុជាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យចក្រុសច្ចៈធัวបានដែរអញ្ចឹងក្រោយមកនិកាយនេះបែកចេញជា2ប៉ុន្តែមុននឹងបែកចេញជា2នេះខ្ញុំក៏ណាត្រឡប់មកសំណួរឬកូនចាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវជជែកបន្តពីយើងនៅប្រមាណនាទីទៀត ពីនិកាយយោគាចារឬនិកាយវិញ្ញាណវិទ្យាណានិកាយយោជាយោគាចារឬនិកាយវិញ្ញាណវិទ្យាមានពាក្យមួយគេប្រើពាក្យថាវិចញ្ញវិទ្យាវិចញ្ញណវិទ្យាប្រើបានដូចគ្នា3ហ្នឹងគេហៅថានិកាយយោគាចារៈឬហៅថានិកាយយោជានិកាយយោគាចារក៏បានជាងហៅថានិកាយវិញ្ញាណវិទ្យាក៏បាន ជាងហៅថានិកាយវិចញ្ញវិទ្យាក៏បានគណនិកាយនេះមានឈ្មោះ3អញ្ចឹងទៅដូចជានិកាយបៃពិធេរវិទ្យាដើមយើងអាចហៅថានិកាយមូលសរវសតិវិទ្យាក៏បានជាងហៅថាសពតកវិទ្យាក៏បានជាងហៅថាសថវរនិកាយក៏បាន
anh đứng cơ đàn đi cài năng ngày cha na bờ tới chừng vừa là chân nhung ra từ lát mà vinh nông quốc ta sát ta vật ti phẩm buồn miền này thà quốc ta sát cả rai phẩm bày rời chiến cái này cứ khương chân lo nợ bê đẹp bệ á sang kẹ lục sụ quốc bạc tử hơi miền bệ bị khâu mà ông bệ niêm thà á sang kẹ xong tôi mấy cứ cái này như cho lắm bệ nà ca là chân ngã lục sụ quốc tử hơi rồi hốt mà đó quốc ta sát ta vật ti phẩm buồn miền bệ khâu mà ông bệ niêm thà á sang kẹ bệ bị khâu á sang kẹ đại chỉ sơ rồi bỏ bệ mê trai dân nạt bệ á sang kẹ nâng lục miền bày đà chỉ sát chậm nay mà đại lục chỉ priếm lục cao được trong trống bộ rộ sộ bộ rạ sọc ngay hợp bê sở vá trong Pakistan đại quân chạp bàn bình tranh thay tì dầm anh bánh nhé nếu đầm bọn tư phi dọp đi ảnh đi tay mà đó còn đầm bọn tư phi dọp đi ảnh đi tay mà đó đại dự hợp bê sở vá đại cả nạ bàn tư cù rùng vùng có hôm đại thay nâng thẳng chương kê bầm phót nâng nâng cư chỉ sọc cầm đá rồi bỏ bệ á sang kê ai bệ á sang kê là bạn buồn được nông đi cái mà hệ xa sẽ kẹ rứt ai chỉ mô lạ xa ra vã sở tệ Việt lô cái lúc bố nó cài như ngày tù hạt ấy mà hệ xa sẽ cả này cái con chá mà hệ xa sẽ cả này cái cứ chứ này cái thê là viết đầy bơ bơ áp bị thông chứ thông thì cái nâng này cái nâng cứ chứ này cái để bay chênh bị thê là viết cơ kê bầm phót nâng đi mà này cái chứ mà hệ xa sẽ cả này cái rứ áo chứ dương ai ta mô lạ xa ra vã sở tệ Việt nâng ạ chăng nơi pe để lục bàn bu lục bàn bu nơi không để cài thề đến bên ngay lục bàn riêng bật tai việt đỏ riêng bạ việt thòm khắng lục bàn châu can phu nước đòi xa mà đại lục bản niệm tha xây lập bật tật thạ niệm nước sơn lãnh phật sơn na mà đại bộ lục sơn lãnh thua sơn lãnh vị này sơn lãnh phật sơn na của bạn này nom câu này bu đành chăng à sang kẽ lục của bạn châu bu lục châu bu đó lục chỗ buồn máu lục câu căn đi cài mua lại sao vậy sự tế viết đại dược cầm bì pre áp bị thom chỉ thom đừng ai đại miền ca sắc xa từ lớp này pre áp bị thom giang khẳng giang ban chi nhẹ từ xe phải chăm ở tết mu Andre Berie lục bằng hai tu sanh bảo lục tham miền cô tham là mầm xong cú để ai ở dương sơn là mất tha pre áp bị khô à sang kẽ lục ban úp à sang bắt không đi cài mà hết xa sắc cả nâng bàn dược thua đầy miền được đồng này cài ní mực sọc sai khăn nông cả nạ chả ra dạ viết đưa mà hà diễn đòi chùm buộc cứ áp bị thơm bầy đó hai dân mơ cầm nọt tra rồi bỏ bị khổ thăng trên thì khổ thăng trên môn là lục tỏ lọc màu vĩnh lúc bàn cầm nọt có tra tốc thầm môn đồng bốn bệnh bị khổ à sang kia lúc buộc khăn nông này cài mà hệ xa xa cả tô mất bàn chô căn xâm nạ mà hà diễn cả nạ đầy phá ôn rồi bỏ lốt cứ viện sự quản thúc đồng bốn chi bị khâu nông nị cái xa ra vã sở tế Việt tôi bán là cho mơ chi nị cái mà hà diện được nế tam bồn pro rộ bò lốt cứ à sáng kẹt nị cứ chi cầm nọt ta rộ bò bị khâu thăng chênh nhưng chẳng cả nà để dân mơ cầm nọt ta rộ bò bị khâu thăng chênh chỉ mua nâng cầm nọt ta rộ bò nịa prai xinh xinh để sạc xa 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 vấn đề này cài thề là Việt Nam giống mấy cái thà này cài thề là Việt Nam pro sang sực rất chẳng may ai làm ca nâng này cài thề là Việt Cần Phong chi này cài thề là Việt Nam pro bị sa bỏ lầy anh em bình trẻ cái bài trẻ anh trắng con trắng á cái bài trẻ gì cài anh trắng cầm ao dương cho lon nó thì thề là Việt Nam mấy thà thề là Việt Nam pro sang rất thề là Việt Nam pro bị sa bỏ lầy còn bài bình trắng nghe trắng mà hết sa sực cả cái đấy rứa cò sa ra vạ sự tệ Việt để dân hai sa quật thì cả Việt nâng cái đấy cứ à sang kia cái đấy Việt số quan thuộc cái đấy sắp tới tranh nhầm pin thì cài chẳng đôi khi mà tăng pin nhà bom pháo nâng ngày tăng pin nhà bom pháo nâng ngày chẳng nơi p đại lục bàn tranh bùa không sầm nặng lục bàn sắc xa pre api thom sắc xa ấy chẳng à tới lục bình chất bom phát cứ pre arayamitrai không propo để sạt tiếng bom bay ống đại tờ tuôn bàn sọc xài tờ đo nì lòn tì ấy nó cứ rộ bọc cầm pi rộ bọc bệnh nà gà rà chù nạc nâng cứ nơi cơ đông cầm pi thà rõ mạng sang cả hạ nâng cứ tờ xê pi bà phô rà sát ở rời dạ mê trái thơ ai lúc sổ lành thơ ai lúc sổ lành mà sổ lành mấy tiền
sở lanh và phô rồi sát ở đây mà tay nó mong quên chất mà bởi đã sang kẹt nữa chân lục chia diêm tự phơ sa mà thị riêng áp thom riêng bỏ lấy bây đọa chè cru sa mấy lục lãng được phơ sa mà thị trong bây phân nông phơ sa mà thị nó không có một lòng một tha ở bàn phần lưu đứng chú bè rây mà tay nè bóng nông mà lộn chăng ạ lúc từng côi sa mà thị nâng miên là bát môi ấy môi nâng tất bật lại cho thật bân nước bàn chẳng hạn mà chàng từng côi sa mà thị thiện côi bây chân ám ọt miên bàn ấy giờ ọt miên khơi bè phô để sát ở đây mình tay đây bây chân ám lúc cất thắng ảnh bọc bóng sa mà thị đứng cháu đó lúc tờ lọc màu bình đó tờ lọc màu bình tới lúc khơi nhà chiếc đáy đọng đáy con chá đọng đáy nâng đáy làm cổ hôm đọng mới tới chơi rừng đây để dương môn đồ vô nâng môn nâng dơ thơ đai thơ lầm bê ấy kìm đọt vía dân đọt ấy đọt ấy bàn vay vía lúc đó bắn bát lúc khơi thật chồng à rõ bọn ní bàn bây vì rấn cái thơ đòm vía ta cái đòm vía cái đọt vía tuân ấy bàn đòm chăng bà sân bà dương bà thân à chăng chú bà rì mẹ trái tiên để dương khơi chăng hai cả tới hệ lưu tà lọt tư vinh lúc chọc bần bà ta chọc lúc lăng tư mình tiệt tự vơ sa mà thị bay cho nam tiệt ọt bàn phò lại tiệt và mua cho nam lúc chọc thì phân ông mua bệnh đi ra lúc chọc mà đó sẽ là khơi à tầm đọc tực lạc tọ lừa đông thơ mô một tiếng nâng phân ông lúc chọc mà nâng nó chương phân ông nâng dẹp tầm miên bà hào á thơ mô nó với cái bà hào lúc ta chồng tầm đọc tức chỉ là bó sra tế, thla tế chỉ là bó tuần đấy, bó sẽ tọ lơ đông mốt lúc mò ấy chà sẽ cái đây chia diếm để dương phư hồi phư tiết á cùng bàn sầm rạch tế nhưng lúc lãng tôi lơ phân ông mình lúc lãng tôi sầm rạch thích bay cho nam tiệt thích bay cho nam tiệt lúc chia diếm bay cho nam ấy lúc bay cho nam tiệt một đoàn đi lúc cho mọc bằng bàn bần bạc lục cho một bần bạc bần ấy dừng tới cho lục phương sầm thị là dẹt cao đọc pi cho nam ấy nâng bay buồn đón đọc pi cho nam lục thắng á viên khinh bà sẽ à mà trái bố sát ấy nát ấy ở chợ đấy nên ai bị thòm điện ấy tự lọc tôi với nhá chọc đừng bốn mất đọc pi cho nam lục cho mất lục thương nhà cái mà các bà nó bị một bà là lòng trừ ấy lục chắp tia nhà mấy cô mát lúc chắp xoay nâng chốt lúc giờ mọt lúc nó khăm đỏ cả lá nó. Lúc giờ mọt lúc khăm đỏ cả lá nó chênh nhầm bì sạch chai nâng ấy sạch chai nó đỏ phút đạch mình vào lộ nâng sạp tạc con lúc đỏ đầy cả nà rồi vào lúc sạp tạc chai nâng ấy bê kai dây miên bật lứ chênh chì tu ấn bà phô ra sát ở đây dây mấy trầy ơ chà nó không có vọt ai chả xa cầm bì vào lộ xê chẳng á tiến á ơ chà ban bè sang kia thì ở cha mày ô tu ăn bắp bùa ra ở đây mà tay hãy trong bài bát thô ở đây cả một năm chín năm mất cả ban khơi lục sao ta hay ấy tớ từ khơi lục nửa pê đại lục ni mất luôn chỉ sạp sơn nọ từ vậy ban bắp bùa ra thả đại sa cả na bỏ lục tớ trong cả na ban bằng hang ơi lục khơi đại cả na nâng mệt ta là bao lâu từ trong cả na bằng hang luôn chỉ sát ta lâu ai bằng hang giang mạch chẳng được về nâng lục bàn sắc xa bị phe thọ á chỉ mũi tu ăn bẹp bồ để sát ở đây giờ mà tay nâng đã về lục sắc xa luôn tăng liên áp bị thom liên ca sắc xa là bao lục sắp group tới sát từ lục lại từ chi mà nu bình nhiên là việt à trong bình nhiên là việt bên đây thâm mạch anh ấy cái nào tao lọt một với nhá nè tao lọt vì đường dài bộ lô nó tao lọt từ vì nhìn ở Việt với nhá vị nhìn ở Việt ở thứ cái hai thà vị tranh nhìn ở Việt các bạn chẳng lẽ sắp tao lọt đại lô cho nè chấm liên áp bị thom chấm liên bay đó liên mất âm pi sao vậy sao tệ Việt liên mất âm pi mà hệ xa sẽ cãi sập cục nữa giết tao lọt tới chi vị nhìn ở Việt đại lô lọt liên tăng âm pi rồi bóp ra na ca rồi chấm nát có lúc lọt liên giết tao lấy cái lúc lại tới chi vị nhìn ở Việt vị nhìn ở Việt nắng lộ miền cầm đất thàn trẻ vị nhìn ở Việt nắng vị nhìn miền ạt ta tiền bật nắng vừa sập cá miền ruộng miền sủ ạt ta miền bật
ការរួចផុតរបស់ប្រាជ្ញានេះដើម្បីមិនឲ្យត្រឡប់មកកើតទៀតនិកាយនេះវិវត្តចម្រើនតាមនិកាយសារវៈសតិវិទ្ធហើយនិកាយនេះបានទទួលនិយមខ្លាំងជាងនិកាយសុញ្ញវិទ្ធរបស់ព្រះនាការជុណៈនៅពេលដែលលោកសព្វសារវិញ្ញាណវិទ្ធទៅនិកាយបូឡូនោះស្រាប់ត្រឡប់បីគេទទួលស្គាល់អសង្កៈនឹងជាងព្រះនាការជុណៈទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើនិកាយនឹងរុងរឿងធ្វើនិកាយនឹងរុងរឿងខ្លាំងណា និកាយនឹងរុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនឹងលោកក៏បានសរសេរកម្ពីអភិធម្មនិងកម្ពីជាច្រើនរួមជាមួយប្អូនលោកពីអ្នកបងប្អូនលោកនាំគ្នាទៅនៅនីឡន្ទីរហ្មងពីអ្នកបងប្អូនលោកឈ្មោះអាសង្កៈនៅវស្សៈពន្ធុនឹងគឺសរសេរកម្ពីវជ្រៈចិត្តកាប្រាជ្ញាបារមតាសុទ្ធសាសរសេរកម្ពីវជ្រៈចិត្តកាប្រាជ្ញាបារមតាសុទ្ធសាសកាលិកាសរសេរកម្ពីយោចារៈភូមិសាសរសេរកម្ពីបការណា បង្ការណាវចាសអភិធម្មសមុជ្ជយៈអរិយសាសនបកមហាយានសូត្រាលង្ការមហាយានសង្គ្រោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើតំពីទាំងអស់នោះគឺលោកនិយាយសិតទៅជាប់តើនឹងវិញ្ញាណវិទ្យាទាំងអស់ចុះលោកអ្នកធ្លាប់រៀនអភិធម្មមិនកើតទៅជាវិញ្ញាណវិទ្យាយ៉ាងម៉េចចា៎កណាបញ្យល់តិចមើលសមមានាទីទៀតពីនាទីពីនាទីយើងចប់ដល់គេទេណាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតទេយ៉ាង បានបានទីតាំងចាំចាំយើងបន្តទៅទៀតថ្ងៃក្រោយណាអញ្ចឹងលោកសិក្សាកម្ពីអភិធម្មនិកាយសរវៈសតិវិទ្ធនិងអតកថារបស់អភិធម្មនិកាយនេះឈ្មោះកម្ពីវិភាសាសអតកថាគាត់ចាណាដូចអតកថាអភិធម្មយើងមានឈ្មោះអត្តសារណីសមុហៈមនោទនីបញ្ចបកករណៈអីចឹងណាប៉ុន្តែអតកថារបស់ព្រះអភិធម្មនិកាយសរវៈសតិវិទ្ធមានឈ្មោះថាកម្ពីវិភាសាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក បានបែកចេញទៅព្រះភិក្ខុវសពន្ធុក៏បានបង្រៀនសិស្សគុណនិងធ្វើសិភៅឈ្មោះអភិធម្មកោសៈរហូតចប់អតកថាឈ្មោះអភិធម្មកោសៈភិសយៈនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1906នេះជាវងគុបតៈនៅក្នុងវេលានឹងឯងលោកក៏បានសព្វសាយពីនិកាយរបស់លោកជាប់តាក់ទងវិញ្ញាណវិទ្យានេះគឺជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអន្តរភព ជាប់តាក់ទងនឹងអន្តរភពនិកាយបូឡូនេះគឺនិយាយអ្វីទាំងអស់ជាប់តាក់ទងនឹងអន្តរភពយ៉ាងធំក្នុងរឿងអន្តរភពនឹងគឺនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មកោសៈភិសយៈសក្តិជឿរបស់និកាយសរវៈសតិវិទ្ធឬហៅថាបតកាវិទ្ធខណ្ឌមាន 5 មាន 7 ទាំងអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអាចបញ្ជូនចតតទៅកាន់លោកខាងមុខបានអញ្ចឹងអន្តរភិវៈគឺភិវៈដែលមាននៅក្នុងរវាងការស្លាប់និងការថ្មី នេះអន្តរភិវៈនេះអន្តរភពនេះគឺមានជីវិតមានវិញ្ញាណជីវិតនៅក្នុងចន្លោះស្លាប់នឹងកើតថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងត្រូវមានជីវិតមួយកើតឡើងហើយជីវិតនឹងឯងដើម្បីទៅកើតភពថ្មីទៀតដូចអ្នករៀននៅក្នុងមេត្តាសោតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្ភវេសីយសត្វកំពុងស្វែងរកទីកើតនោះណា គេថាចុះបើសិនមកសំភវេសីសត្វកំពុងស្វែងរកទីកើតអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអន្តរភពហើយអញ្ចឹងលោកបានលើកឡើងថាអន្តរភពហ្នឹងគឺភិវៈដែលមាននៅក្នុងរវាងស្លាប់និងកើតថ្មីភិវៈបានដល់ខណ្ឌ 5អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលភពថ្មីអន្តរភិវៈមិនមែនជាការកើតថ្មីទេសំដៅដល់មានឬវត្ថុមានខណ្ឌ 5ក្នុងអន្តរភពតែម្ដងបាទបើមនុស្សជាប្រពុរិស័ក លោកអស់ជីវិតទៅក្នុងអន្តរភពនោះធំតែប៉ះសិនបើមនុស្សជាសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលស្លាប់ទៅមានវិញ្ញាណនៅក្នុងអន្តរភពនោះដូចជាក្មេងអាយុ 5 ឆ្នាំអញ្ចឹងតើជីវិតរបស់លោកដែលលោកនិយាយជាប់តើទៅអន្តរភពធ្វើឲ្យល្បីល្បាញជាងនិកាយរបស់ព្រះនាការយុណៈយ៉ាងណាឥឡូវដោយសារដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏ណាក៏ប្រគេនទៅគុណចាស់សរុបសេចក្តីសិនទៅ យើងអាចជួបគ្នានៅក្នុងពេលថ្ងៃក្រោយនិយាយជាប់តទៅវិញ្ញាណវិទ្យាបន្តទៀតក្រានិមន្តទៀនសាធុអរគុណច្រើនតគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានអត្ថាធិប្បាយខាងរយៈពេលមួយម៉ោងនេះគឺមានអត្ថន័យច្រើនប៉ុន្តែយើងចូលវិញ្ញាណវិទ្យានឹងបានតែបន្តិចទេតទៅនៅក្នុងអន្តរភពជាពិសេសគឺជាការចេះឥទ្ធិពលខ្លាំងមកដល់សង្គមខ្មែរយើង ជាពិសេសគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានការយល់ច្រឡំអស់យ៉ាងច្រើនយ៉ាងច្រើនទស្សវត្សយ៉ាងច្រើនសតវត្សមកហើយថាជា
ការប្រកាន់ជឿលើព្រលឹងវិញ្ញាណអាត្មានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាជាដើមគាត់ហើយដែលលោកគ្រូបានបកស្រាយមកហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញថ្មីៗដែលយើងឃើញតាមសិលាចារឹកនៅតាមប្រាសាទផ្សេងៗមានប្រាសាទកូរីប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមគឺយើងអាចបានដឹងហើយអ្វីដែលលោកគ្រូបានបញ្ជាក់មកការកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបវជ្រយានឬក៏វិញ្ញាណវិទ្យានេះរហូតដល់ 500 ឆ្នាំរបស់ដូនតាយើងនេះគឺសឹងតែជ្រាបជ្រួតទៅក្នុងក្នុងសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិយាយើងហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងពិបាកនឹងកែហើយក៏យើងនៅមានការយល់ខុសទៅវិញដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងនិយាយតទៅទៀតនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងសូមប្រគេនលំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកណាកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយយើងនឹងនិយាយបន្តនៅក្នុងប្រពៃណីប្រពៃណីផងប្រវត្តិសាសនាផងទាំងអស់ទាំងកម្ពុជាយើងក្តីទាំងប្រទេ
ខ្ញុំកណាត់ស្វាគមន៍ពីសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនញាតិញោមកណាត់កូនចាស់ញាតិញោមថាកម្មវិធីថ្ងៃពុទ្ធនេះយើងនឹងបកទៅនិយាយប្រត្រៃបិដកតាមលំដាប់លំដោយវិញដដែលចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅយើងនិយាយពីបិដកលេខ1ទៅដោយមានព្រះមហាកម្ភីរវិចារណវិញសុវឿងនិងព្រះចក្រពុទ្ធសង្ឃប្រធិរោចៅហៈនៅកម្ម វត្តកម្ពុជាក្រោមជាធម្មវេគ្មិនជាមួយនឹងលំចាស់ជាវិន័យធម្មអង្គទៀតដើម្បីយើងនិយាយអំពីបត្រៃបិដកកុំឲ្យដាច់រយៈព្រោះមើលទៅការនិយាយអំពីប្រវត្តិសាសនាប្រពៃណីនិយាយច្រើនមិនចប់ទេគឺនៅមានច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងសូមជាស្រេចយើងនឹងដាក់នៅថ្ងៃមួយទៀត ដែលកណ្ដាលជនជើញចូលមកស្ដាប់ដើម្បីនឹងធ្វើការសាក់សួរលោកគ្រូផ្ទាល់ផងហើយនឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនាហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតារបស់យើងផងជាពិសេសគឺប្រវត្តិបុណ្យនានាដែលយើងកើតឡើងក្នុងសម័យក្រោយនេះទៀតយើងនឹងនិយាយតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្វាគមន៍ក្រុមគណៈកម្មការរបស់ពុទ្ធកសមាគមនឹងធ្វើការផ្សាយមុនជាពិសេសគឺចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅយើងនឹ
chia mong phụng quân đồng bằng đập cái lạc bất nữ America đá mong đập đồng bằng đồng mùi cái lạc nơi America hàng lệch hàng cát ai nâng mong phẩm phí đồng bằng phẩm bay cái lạc nơi America hàng lệch nâng cư dân nâng phương cao sắp sái chỉ riêng rõ ngày sóc nơi cam bị thí tùm niêm pro-vot sạch nà nâng phụng bay ni tùm niêm tùm lọp nơi khu nông xung cung nè can phụng quân sạch nà nâng khmai dương đặc nè nâng khu nông ngay nè nè tì phụng quân sạch nà nè có xong bình chọc tại trong tài phần năng hay xong bởi kênh phố chơi nâng chung phố đòi phút bó sát tương ơ đời hôm nay này thông một tiếng ní có xong mọi bạn chia bây giờ nâng sẽ gây sốc rùi chạy rô kịp chia thị tương lai phục hợp đại dụ và nạ sốc hạt lẹ công bay kênh kia đại nhóm gần át mà tiếp vì khổ thông mẹ sở rây nâng lực rù thông miền nôn văn chân sở rây nâng phụ rèm hà quênh sử vương xong nâng mạng sở ca liên nâng tìm ràn phó liên.